Trên thế gian này, hết thảy sự tình đều là có cái được và có cái mất. Được mất thể hiện rõ ở rất nhiều phương diện trong cuộc sống. Ví như, tình yêu có thể đem đến cho con người niềm vui nhưng nó cũng khiến người ta đau khổ. Tiền tài có thể cho con người sự hưởng thụ nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến người ta phiền não. Thành công có thể đem đến cho người ta hạnh phúc nhưng nỗi đau thống khổ của sự thất bại cũng khiến người ta khó lòng chịu đựng được. Đối với một điều nào đó đang mong đợi, nếu đạt được chắc chắn người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng nếu bị mất đi hẳn là cũng sẽ khiến người ta đau khổ tương đương. Mức độ cảm nhận của niềm vui và thất bại luôn là bằng nhau. Có người kiếm được tiền tài nhưng lại mất đi sức khỏe, gia đình hoặc tình yêu. Có người sự nghiệp, thành tích đều không quá nhiều nhưng chất lượng cuộc sống, sức khỏe lại vô cùng tốt. Có những điều thoạt nhìn thì thấy như là không công bằng, nhưng thực tế nó lại rất công bằng với tất cả mọi người. Người ta thường cho rằng người có tiền luôn rất hạnh phúc, nhưng thực tế đây là một quan niệm không hoàn toàn đúng. Một người nghèo khó chỉ tiêu vài trăm ngàn đồng cũng sẽ tìm được niềm vui, nhưng khi có nhiều tiền rồi, người ta sẽ phải tiêu số tiền gấp hàng chục lần mới thấy được niềm vui tương đương. Khi sở thích của một người thay đổi thì cảm nhận của người ấy với mọi thứ cũng sẽ thay đổi theo. Khi một người có càng nhiều tiền thì giá trị đồng tiền sẽ càng giảm, vì thế người ta cũng khó dùng tiền để tìm được niềm hạnh phúc hơn. Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng có những điều cần trân trọng và nắm bắt. Đôi khi vì còn trẻ nên người ta dần lãng quên những thứ nhỏ nhặt, nhưng chính những điều đó mới là tài sản đắt giá nhất cuộc đời. 1. Thời gian. Hãy tự hỏi mình có đang hoang phí thời gian hay không? Mỗi người trong chúng ta đều có quỹ thời gian như nhau, nhưng không phải ai cũng tận dụng tốt quỹ thời gian ấy. Tiền bạc có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian. Thời gian mang đến cho bạn trải nghiệm, cho bạn cơ hội nhưng cũng sẽ mang đến những thách thức, khó khăn. Mỗi ngày trôi đi, ta cảm nhận dường như sao ngày dài thế, nhưng cuộc đời là hữu hạn, ngoảnh đi ngoảnh lại ta đã trưởng thành lúc nào không hay. Vậy nên hãy biết tận dụng và trân quý từng khoảnh khắc trong cuộc đời mà thời gian dành cho bạn. Sống một cuộc đời ý nghĩa, để sau này khi nhìn lại, không tiếc những quãng thời gian đã qua. 2. Sức khỏe. Khi còn trẻ, còn khỏe, ta cứ nghĩ rằng cuộc đời sẽ mãi mãi như vậy nên không dành nhiều tâm sức để chăm sóc và tập luyện. Không khó để bắt gặp các ông bà thường xuyên dậy sớm để tập luyện, vận động để sức khỏe cải thiện hơn, nhưng việc này lại chưa diễn ra ở các bạn trẻ nhiều. Chúng ta luôn biện minh lý do cho việc lười rèn luyện thể dục là bởi ta bị cuốn vào công việc, không có thời gian để chăm sóc bản thân. Cuộc sống lại ngày càng xuất hiện thêm những thực phẩm không lành mạnh, môi trường ô nhiễm, vậy nên việc rèn luyện một sức khỏe tốt, dẻo dài lại càng là điều ta nên trân quý. Có người nói, sức khỏe là vốn lớn nhất và là của cải quý giá nhất của cuộc đời. Chỉ có sức khỏe mới có được hạnh phúc trong cuộc sống. Chỉ có sức khỏe mới có tương lai trong cuộc sống. Sức khỏe là điều kiện tiên quyết để có được mọi thứ. Không có tiền, chúng ta có thể làm việc chăm chỉ, nhưng không có sức khỏe, cuộc sống của bạn gặp nhiều trắc trở. Vì vậy, là người khôn ngoan, đừng trang điểm cho mình bằng của cải mà hãy trang bị cho mình sức khỏe. Chỉ bằng cách này, bạn mới là người thông thái nhất, hạnh phúc nhất. 3. Sự bình an trong tâm hồn. Sự bình an trong tâm hồn là một trạng thái tinh thần, là cảm giác yên bình,
thoải mái, không lo lắng nghĩ ngợi hay áp lực về điều gì. Sự bình an được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là trong thời đại ngày nay với nhịp sống nhanh, áp lực công việc và sự bận rộn, yếu tố này lại càng trở nên quan trọng. Có người từng nói, chúng ta từng khao khát những con sóng ồn ào, nhưng cuối cùng chúng ta phát hiện ra rằng cảnh đẹp nhất trong cuộc đời thực ra chính là sự tĩnh lặng và tĩnh lặng bên trong. Ta thường thèm muốn thứ mình không có, nhưng hiếm khi dừng lại để nhận ra mình cũng đang có rất nhiều. Chúng ta so sánh mình với người khác chỉ để thấy rằng hiện tại của mình không đủ tốt. Bằng cách đó, ta luôn tạo áp lực không cần thiết lên chính mình. Ngày càng tham vọng, ngày càng mong mỏi đến những điều diễn dông. Hãy đối mặt với cuộc sống bằng nụ cười và viết cuộc sống bằng những cảm xúc chân thật. Biết ơn người khác, tử tế với người khác cũng là một trạng thái tâm hồn. Trong cuộc sống của mỗi người, ta sẽ gặp chuyện vui, cũng sẽ gặp chuyện buồn. Quan trọng khi nó qua đi, ta nên tiếp tục giữ lại trạng thái bình an và tích cực để sống tiếp. 4. Tình cảm gia đình. Gia đình vốn dĩ là tài sản quý giá nhất, bởi vì gia đình không chỉ là nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên, không chỉ là nơi có những người thân yêu. Đây còn là nơi chúng ta được yêu thương, được chở che, được phép vấp ngã mà luôn nhận những lời chỉ bảo và động viên. Sau tất cả, dù có thành công, thất bại, khó khăn hay hạnh phúc, gia đình vẫn nơi để chúng ta trở về, vậy nên hãy trân trọng và yêu thương nhiều hơn. 5. Gặp người tri kỷ. Người xưa nói, trăm năm tri kỷ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen. Đã bao lời chia sẻ và không ít kinh nghiệm hun đúc được trong cuộc sống đều thấy rằng đời người chỉ cần có được một người bạn tri kỷ là quá đủ. Tình cảm của người tri kỷ như một điều ấm áp kỳ diệu không lời, luôn đồng hành bên bạn. Tri kỷ thật sự là hiểu, là thân thiết, là đồng điệu. Có những khi chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt là hiểu tất cả mà không cần dùng đến lời nói. Có những khi chỉ cần một đoạn tin nhắn là có thể cảm động mãi sau này. Tri kỷ không cần che đậy, cũng không cần giải thích, tự nó đã hiểu, tự nó cảm nhận. Không cần dốc hết sức, cũng không cần chuẩn bị, tự nó sẽ đem đến niềm vui. Không tác động vào thế giới mỗi người, chỉ đồng hành trong tâm hồn. Không trở ngại cuộc sống mỗi người, chỉ mang cùng tiếng nói tâm hồn. Dù bạn có làm gì, đối phương cũng sẽ hiểu và bao dung. Đây là một điều may mắn, vì vậy bạn phải trân trọng những người hiểu bạn trong cuộc đời này. Con người chỉ có một cuộc đời, theo đuổi quá nhiều ham muốn sẽ chỉ khiến thể xác và tinh thần kiệt quệ. Hạnh phúc đến từ sự hài lòng về tinh thần. Cuộc sống là của riêng bạn, không phải để người khác nhìn thấy. Hãy trân quý và bảo vệ chúng trước những cám dỗ của cuộc đời. 6. Sự tự do trong tâm hồn. Sự tự do không chỉ là sự tự do về mặt thể xác mà còn là sự tự do trong tâm hồn. Khi chúng ta có thể sống thật với bản thân mình mà không bị áp lực hay sự chi phối của xã hội, của những khuôn mẫu định sẵn. Sự tự do này là nền tảng giúp chúng ta theo đuổi đam mê, ước mơ và sống cuộc đời mà mình mong muốn. Người có tự do tâm hồn là người biết chấp nhận và trân trọng những giá trị bên trong mình, không bị cuốn theo những ảo ảnh của danh vọng hay vật chất. Hãy nhớ rằng, khi có được tự do tâm hồn, ta sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng và đáng sống hơn rất nhiều. 7. Lòng biết ơn. Lòng biết ơn là một trong những tài sản tinh thần quý giá nhất mà con người có thể nuôi dưỡng.
biết ơn những gì mình có, những người đã đi qua và những bài học trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta sống tích cực, nhìn nhận mọi việc một cách lạc quan và không ganh đua, đố kỵ. Lòng biết ơn giúp ta trân trọng những gì đã có, không dễ dàng lãng phí hay xem thường. Nó cũng giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và thu hút những điều tích cực đến với cuộc sống. Người biết ơn luôn tìm thấy niềm vui và sự bình an trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. 8. Niềm đam mê và khát khao học hỏi. Đam mê và khát khao học hỏi là động lực giúp chúng ta phát triển không ngừng và vượt qua mọi thử thách. Đó là ngọn lửa bên trong, là năng lượng thúc đẩy ta tiến lên phía trước, dù cuộc sống có khó khăn và gian khổ thế nào. Đam mê giúp ta nhìn thấy ý nghĩa trong từng hành động. Khát khao học hỏi giúp ta không ngừng tiến bộ, không bị tụt lại phía sau. Người có niềm đam mê sống một cuộc đời trọn vẹn, không sợ thất bại vì họ biết rằng mỗi lần vấp ngã là một lần học hỏi, là một cơ hội để trưởng thành hơn. 9. Sự tĩnh lặng và đơn giản. Sự tĩnh lặng và cuộc sống đơn giản là những tài sản giúp chúng ta tìm lại được bản chất thật của mình, tách rời khỏi những phiền nhiễu và ồn ào của cuộc sống hiện đại. Sống đơn giản, không chạy theo những gì phù phiếm, là cách tốt nhất để giữ cho tâm hồn bình an và cơ thể khỏe mạnh. Khi ta đơn giản quá cuộc sống, bỏ đi những điều không cần thiết, ta sẽ cảm nhận rõ hơn những giá trị chân thực, những mối quan hệ và khoảnh khắc đáng quý mà cuộc sống mang lại. Sự tĩnh lặng là cách để nhìn sâu vào bản thân, lắng nghe những cảm xúc, suy nghĩ thật sự và tìm ra con đường riêng của mình. 10. Niềm hy vọng và lòng tin. Niềm hy vọng và lòng tin vào cuộc sống là tài sản vô giá, là nguồn năng lượng giúp ta vượt qua những thời điểm khó khăn, những chặng đường gập ghềnh trong cuộc sống. Khi còn hy vọng, chúng ta sẽ không bao giờ thấy mình cô độc hay lạc lối. Khi còn lòng tin, chúng ta sẽ tìm thấy lối đi ngay cả trong những thời điểm tăm tối nhất. Người có hy vọng là người luôn thấy ánh sáng ở cuối con đường. Người có lòng tin là người luôn biết rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do và mọi khó khăn đều chỉ là thử thách tạm thời. Niềm hy vọng và lòng tin không chỉ giúp ta vượt qua sóng gió mà còn giúp ta cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Người cao quý luôn muốn bản thân ngày càng trở nên ưu tú hơn, từ đó mà nỗ lực không ngừng. Cao quý thật sự không phải là trội hơn người khác, mà là vượt qua chính bản thân mình trong quá khứ. Một người cao quý không phải là người có bao nhiêu của cải, mà là quyết định ở sự tu dưỡng của người đó. Một người có tu dưỡng không phải là trên thân mặc đồ hàng hiệu gì, địa vị sang trọng ra sao, mà là đến từ phẩm đức và sự thiện lương của chính họ. 1. Làm người không nên so đo với người khác. Có một câu chuyện ngắn thế này: hai người bạn Ất và Giáp gặp nhau. Giáp nói, mình thấy sốt ruột quá. Ất hỏi, cậu dội cái gì thế? Giáp trả lời, Na Tra 3 tuổi đã đại náo Long Cung, Khổng Dung 4 tuổi đã biết nhường quả lê ngon cho người khác, Lạc Tân Dương 7 tuổi đã có thể làm thơ, Cam La 12 tuổi đã làm thừa tướng, cậu nói mình có dội hay không? Ất lại hỏi, Hoàng Trung 60 tuổi mới theo Lưu Bị, Khương Tử Nha 80 tuổi mới làm thừa tướng, Xà Thái Quân 100 tuổi mới nắm giữ ấn soái, cậu việc gì mà phải sốt ruột? Chúng ta cứ hơi một chút là lại so sánh với người khác, hơn nữa cái gì cũng so đo cho được, nào là thành tích, kết quả, địa vị, chức danh, quyền thế, tài sản, vân vân, việc này diễn ra thường xuyên. Cuối cùng thì cũng chỉ có hai loại, một là mình trội hơn người khác,
hai là mình thua kém người khác. Loại đầu tiên thường sẽ làm cho chúng ta sung sướng, đắc ý, thậm chí trở nên kiêu ngạo. Loại sau lại thường khiến chúng ta không vui, phiền muộn, thậm chí ghen ghét đố kỵ. Nói cách khác, dù là loại nào thì cũng làm chúng ta trở nên mất bình tĩnh. Điều đáng sợ nhất là trong khi so sánh với người khác, chúng ta lại đánh mất chính mình. Trong Ngụ Ngôn của Aesop có một câu chuyện như sau: có một con ếch trâu rất lớn, nó hít đầy một bụng hơi để không có con ếch trâu nào khác có thể vượt được mình. Nó trở thành con ếch trâu lớn nhất và được bọn ếch ca ngợi, cảm giác thật bồng bềnh, sung sướng. Thế nhưng đến một ngày, có một con ếch nhìn thấy được con trâu, nó ngạc nhiên nói với đám ếch: con trâu mới thật là lớn nhất. Con ếch trâu nghe thế không phục, liền hít căng bụng lên và nói: trâu lớn hay ta lớn? Con ếch kia liền nói: trâu lớn, trâu lớn. Con ếch trâu nghe được liền tức giận, liều mình hút thêm không khí vào, bụng càng ngày càng căng ra lớn hơn, nhưng vẫn nghe con ếch kia nói vẫn là trâu lớn hơn. Con ếch trâu tức sùi bọt mép, lấy hết can đảm, hít một hơi cuối cùng thật mạnh. Chỉ nghe một tiếng bụp, con ếch trâu bị nổ bể bụng luôn rồi. Chúng ta rất thích so đo cùng người khác, so đi so lại một hồi làm mất đi cả chính mình, gây tổn thương hòa khí. Chúng ta luôn tìm cách để nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua người khác, làm rối loạn lòng mình, đánh mất đi cả bản thân. 2. Ganh đua với người khác, chi bằng tự mình làm tốt. Trong Thế thuyết Tân ngữ có một câu chuyện như thế này: Hoàng Ôn khi còn trẻ cùng với Ân Hạo đều nổi tiếng như nhau, nhưng anh ta vẫn luôn có một nút thắt trong lòng, đó là so với Ân Hạo thì anh ta cao thấp ra sao. Có một ngày, Hoàng Ôn cuối cùng cũng có cơ hội gặp được Ân Hạo, liền hỏi: anh với tôi cùng so thử xem ai mạnh hơn nào. Ân Hạo đá quả bóng da qua phía Hoàng Ôn rồi nói: tôi cảm thấy tôi vẫn thích chiến thắng bản thân hơn, tôi vẫn thích là chính mình hơn. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, chỉ cần tìm thấy thiên phú của chính mình, hiểu rằng mình là duy nhất, cố gắng trở thành chính mình, đây chính là thành công lớn nhất. Chúng ta cũng không ngại học hỏi một chút, chỉ cần tự mình phân cao thấp, chứ không cần so sánh với người khác làm gì. Cuộc sống chính là kỳ lạ như thế, thường thường khi không muốn so đo với người khác thì lại thắng. Trang Tử nói: người đời khen ngợi cũng không vui hơn, người đời chê trách cũng không buồn hơn. Dù cả thế giới khen, họ cũng không vì thế mà phải siêng năng hơn nữa. Dù cả thế giới có chê, họ cũng không vì thế mà uể oải. Đây chính là cách hành xử thông minh nhất. Lão Tử gọi loại người này là không quan tâm hơn thua. Trang Tử gọi là đã phân biệt được giữa trong và ngoài, đã xác định được ranh giới giữa dinh và nhục. Chỉ cần bạn cảm thấy làm việc nào đó là đúng, việc đó có thể làm cho bạn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, dù là phải bước đi một mình đơn độc, bạn cũng phải kiên trì đến cùng, chứ không phải thấy trên đường chỉ có một mình liền sợ quá không dám tiến lên phía trước nữa. Hãy bỏ hết sự ganh đua xung quanh, chỉ chuyên tâm vào bản thân mình thì mới có thể bước đi trong thế giới phức tạp này, tìm được sở trường của bản thân và phát huy nó tốt đẹp hơn lên. 3. Vượt qua chính mình trong quá khứ mới gọi là cao quý. Nếu muốn cuộc sống thêm màu sắc, phải học được cách tự so sánh với chính mình, để cho bạn ngày hôm nay giỏi hơn bạn của ngày hôm qua, lại để cho bạn năm nay so với năm trước càng xuất sắc hơn. Trong Khổng Tử, Gia Ngữ và Tuân Tử có ghi lại một câu chuyện. Có một ngày, Khổng Tử gọi Tử Lộ,
Tử Cống cùng Nhan Hồi đến, hỏi ba người họ chung một vấn đề: thế nào gọi là bậc trí giả, thế nào thì gọi là nhân giả? Tử Lộ nói: trí giả sử nhân tri kỷ, nhân giả sử nhân ái kỷ. Ý là trí giả có thể khiến người khác hiểu mình, nhân giả có thể khiến người khác yêu quý mình. Khổng Tử gật đầu nói: trò có thể gọi là kẻ sĩ. Tử Cống nói: trí giả tri nhân, nhân giả ái nhân. Ý là trí giả có khả năng hiểu được người khác, nhân giả có thể yêu quý người khác. Khổng Tử gật đầu nói: trò cũng có thể được gọi là kẻ sĩ. Nhan Hồi liền trả lời: trí giả tự tri, nhân giả tự ái. Đây có ý là trí giả có khả năng tự hiểu chính mình, nhân giả có khả năng tự yêu chính mình. Sau khi nghe xong, Khổng Tử liền khen ngợi nói: Nhan Hồi, trò có thể được gọi là bậc quân tử rồi. Khổng Tử muốn nói cho chúng ta biết, trong quá trình tu dưỡng đề cao lên, không nên cứ nhìn chằm chằm vào người khác, không nên lấy lời nói và việc làm của người khác để định nghĩa chính mình, dùng tầm nhìn của người khác để hạn chế chính mình, mà phải nhìn vào thực tế bản thân, từ đó tìm ra con đường đi riêng, làm cho bản thân không ngừng đề cao lên. Cuộc đời cao quý không phải là làm cho bản thân trở nên hoàn mỹ, mà là làm bản thân sống được trọn vẹn, chấp nhận chính mình, vui với bản thân mình, không hâm mộ, không theo một cách mù quáng, không mất phương hướng, cứ đường đường chính chính đi cho tốt con đường của mình. Đây mới thực sự là cao quý. Đời người tựa như cánh cửa, có người lạc quan khi ở bên trong, có người lại vui vẻ khi đứng bên ngoài. Kỳ thực, có rất nhiều thứ không biết như thế nào mới là tốt nhất, chỉ cần bạn cho là đáng giá thì mới là tốt nhất. Đạo không nằm trên bầu trời, đạo nằm trong tim, và chỉ có người nào nhận thức được về mình thì người đó mới thức tỉnh. Cuộc đời có nhiều hương vị khác nhau, đắng, ngọt, chua, cay, mà chúng ta cần đối mặt và trân trọng. Dưới đây là chín loại đau khổ trong cuộc đời mà ai cũng không thể trốn tránh. 1. Cô đơn. Ai cũng sẽ có những lúc cô đơn. Tuy nhiên, học cách yêu và được yêu sẽ xua tan đi nỗi cô đơn trong cuộc sống. Ai cũng muốn được phụ thuộc. Khi nhỏ, lệ thuộc vào cha mẹ, đến lớn, phụ thuộc vào người yêu, về già thì phụ thuộc vào con cái. Tuy nhiên, một cuộc sống tuyệt vời đòi hỏi bạn phải làm chủ thế giới của chính mình để có một trái tim mạnh mẽ. Cô đơn làm con người ta tỉnh táo nhất, có thể lặng lẽ suy nghĩ, hoàn thiện bản thân và lắng nghe tiếng nói từ nội tâm của mình. Bên cạnh đó, chỉ có học cách ở một mình, bạn mới có thể đối tốt với bản thân. Để lòng mình bình lặng, bạn mới có thể tìm ra hướng đi trong cuộc sống, làm chủ chính mình chứ không phải kẻ hèn nhát. 2. Oán hận. Yêu thương và oán hận chính là hai mặt của cuộc sống. Tuy nhiên, sống một đời, yêu thương chẳng được bao nhiêu, còn oán hận thì chồng chất. Vậy mà chẳng mấy ai hiểu được rằng oán hận bao nhiêu thì bản thân sẽ tổn thương bấy nhiêu. Yêu thương quá cũng khiến người ta càng trở nên oán hận hơn. Yêu sâu nặng thì oán hận cũng càng mãnh liệt. Đam mê và dục vọng cũng chính là nguyên nhân của oán hận. Do đó, đừng quan tâm quá nhiều, để bản thân quá mệt mỏi. Đừng chất đầy oán hận trong lòng, để bản thân quá gánh nặng. Bên cạnh đó, hạnh phúc thực ra rất đơn giản. Hãy thả mình đi, đừng suy nghĩ, đừng phỏng đoán. Hãy quên đi những điều không vui, đừng đắm chìm trong những kỷ niệm buồn. 3. Nuối tiếc.
con người nếu cứ mãi miết sống trong những tiếc nuối thì cả đời sẽ dằn vặt không yên. Đường đời thẳng tắp và có những ngã rẽ, điều duy nhất không thể là quay đầu lại. Do đó, đã qua rồi thì thôi, đừng đặt nặng quá khứ. Đừng vì những chuyện cũ của ngày hôm qua mà ảnh hưởng đến tâm trạng của ngày hôm nay. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu nghĩa là còn một ngày day dứt. Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói, luyến tiếc những điều chưa thể làm dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng dù nó chỉ là thứ hư vinh. Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi, có những chuyện không thể thay đổi, có những lời nói ra rồi không thể thu lại. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn. Do vậy, hãy đi về phía trước, đừng nhìn lại. Hãy nhìn về phía trước, đừng trì hoãn con đường dưới chân. Dù phong cảnh quá khứ có đẹp đến đâu, bạn đã qua thì hãy sống tốt ở hiện tại. Người trong quá khứ dù có tốt đến đâu cũng không còn phận và vẫy tay chào tạm biệt. 4. Không buông bỏ. Đời người cũng tựa như một căn phòng. Người bi quan nhìn vào thì thấy bên trong tối om. Người trầm lặng thì thấy tĩnh mịch. Người ưu sầu thì chỉ đứng bên ngoài chẳng bước vào. Họ đứng bên ngoài và muốn trải nghiệm cảm giác của gió tuyết, mưa rơi. Bất kỳ ai cũng có những nỗi buồn đau ẩn chứa, những nỗi thống khổ không thể nói nên lời. Chỉ cần bạn luôn nhớ rằng, khi lạnh hãy mặc thêm áo khoác, khi đói hãy mua cho mình một chiếc bánh, khi đau đớn hãy tự cho mình thêm một chút kiên cường, khi thất bại hãy nhìn về phía trước, quãng đường còn xa, gian khó còn nhiều và bạn không thể ngừng lại chỉ vì một lần vấp ngã. Buông bỏ ở đây không phải về vật chất, bạc tiền mà là cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình. Mấy ai đong đếm được đau khổ trên đời, mấy ai biết được mình bị bao nhiêu thương tổn. Nếu nước mắt không đọng lại trên gương mặt thì không ai biết được nó lạnh giá đến chừng nào. Nếu cái đau đớn không nằm trên thân thể thì chẳng thể biết nó khó chịu ra sao. Cuộc sống đòi hỏi phải biết buông bỏ. Bạn càng vướng mắc, nó càng đeo bám. Càng quan tâm, càng dằn vặt, càng coi trọng, càng tổn thương. Bạn càng sớm buông bỏ, bạn càng thư thái, bạn càng sớm thấy nhẹ nhõm và càng thanh thản. 5. Chia ly. Trong cuộc đời, sẽ luôn có những cuộc tụ họp và chia ly. Chỉ có những người có duyên mới gặp nhau, còn những người không có phận thì mãi mãi ra đi. Do đó, nếu thuộc về bạn hãy nắm giữ, còn không phải đừng ép buộc. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, bao la đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên giới hạn, nhỏ bé đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ. Cho nên, khi gặp gỡ hãy biết cách trân trọng, lúc bên nhau nhất định nhớ giữ gìn. Giữa điểm đi và điểm đến là quãng đường, giữa chia ly và gặp lại là quãng đời. 6. Sinh. Thế giới thực tại là khổ. Chúng ta sống trên thế gian, bản thân là khổ. Sống chết là dòng luân hồi không biết lúc nào mới kết thúc.
con người sinh ra đã phải chịu trầm luân trong bể khổ tưởng như vô bờ. Cho nên, khi sinh ra, lần đầu tiên cất tiếng chính là tiếng khóc. 7. Lão. Tuổi thanh xuân của mỗi người đều nhanh chóng trôi qua. Có người ví tuổi thanh xuân như một cơn rào, có người lại ví thanh xuân như một chuyến tàu không có vé khứ hồi. Một khi chuyến tàu thanh xuân đã rời sân ga là sẽ không bao giờ trở lại. Bước qua tuổi thanh xuân, ta có những tháng ngày chênh vênh, ta đã có được rất nhiều thứ và cũng bỏ lỡ rất nhiều thứ khác. Để rồi ai cũng phải đi qua quãng thời gian đẹp đẽ đó, ai rồi cũng phải già đi, tuy mỗi ngày ta không nhìn thấy mình đang lão quá. Đó là một nỗi khổ khó nói nên lời. Con người ình thường không cách nào có thể khống chế điều này. Mỗi khi nhìn lại thấy thêm một sợi tóc bạc thì trong tâm sẽ phảng phất một nỗi buồn thương. 8. Bệnh. Người xưa nói, trời không đo được gió và mây, người sớm tối có quả phúc không thể dự liệu. Bệnh tật là nỗi khổ lớn của đời người, ai ai cũng sẽ phải trải qua. Ngày hôm nay khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhưng ngày mai có thể đau đớn, lìa đời chẳng hay. 9. Tử. Chết thật ra không đáng sợ như con người vẫn tưởng tượng, bởi vì cái chết là khởi đầu của một sinh mạng mới. Luân hồi là để một sinh mệnh mới được rằng đời. Nhưng chính sự lưu luyến, không muốn rời xa cõi trần của con người ta lúc cận kề cái chết mới chính là nỗi đau khổ lớn nhất. Yêu thương hay ly biệt cũng là việc mà bạn sẽ thường xuyên phải đối diện trong cuộc đời này. Thân nhân chia lìa, bạn bè ly biệt đều là những chuyện khiến con người thống khổ, nhưng lại đều là điều hiển nhiên trong cuộc sống, không sao tránh được. Thế thì chi bằng bạn hãy biến khoảng thời gian ở bên nhau trở nên ý nghĩa hơn để sau này không còn phải tiếc nuối. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên mỗi người đều phải trải qua trong đời. Vậy nên chỉ có thể dùng tâm thái thản nhiên mà tiếp nhận. Khi có thể lạc quan, xả bỏ sự sợ hãi, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Cuộc sống của mỗi người đều khó có thể hoàn mỹ, nhưng cũng không phải hoàn toàn là bi thảm. Có thể điều chỉnh tốt tâm thái của mình, vui vẻ sống, biết rõ điều gì nên giữ, điều gì nên buông, chắc chắn rằng cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Cả đời này, đừng quan tâm đến được và mất vì số phận, đừng ép buộc, hãy đối mặt và trân trọng mọi thứ. Một vị triết gia từng nói, tâm thái của bạn mới là chủ nhân chân chính của bạn. Quả đúng là như vậy, tâm thái của bạn như thế nào thì cuộc đời bạn sẽ là như thế ấy, và vận mệnh của bạn cũng lại thay đổi theo hướng đó. Vì sao phải duy trì một tâm thái tốt? Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên chứng kiến những trận cãi giả không ai nhường ai, cũng thường xuyên nghe thấy tiếng than vãn, oán thán, hoặc là ở phương diện phúc lợi, hoặc là ở phương diện công tác, bạn bè, hay quan hệ cha mẹ con cái. Nhưng thực ra, những cãi giả và oán thán này hoàn toàn có thể ngăn chặn được, phụ thuộc vào tâm thái của người trong cuộc. Mỗi người đều có đủ loại tâm tình xảy đến trong một ngày. Chúng ta có lúc cảm thấy vui vẻ, có lúc lại cảm thấy buồn chán phiền não. Điểm khác biệt giữa người này với người kia chính là có người vui vẻ nhiều hơn phiền não, có người lại phiền não chiếm hết phần của vui vẻ. Người khoái hoạt, vui vẻ thực ra không phải là vì họ không có phiền não, mà là họ giỏi giải quyết phiền não, có thể hóa giải phiền não thành vui vẻ, luôn cố gắng giữ cho mình một tâm thái lạc quan. Người hay phiền não cũng không phải là vận mệnh không tốt, hoàn cảnh không tốt, mà thường là do tâm thái không tốt. Cho nên đối với họ,
Cho dù những chuyện khoái hoạt vui vẻ có đến cũng lại bởi vì tâm thái của họ mà biến thành chuyện gây phiền não. Tâm thái sẽ quyết định tâm tình. Tâm thái tốt mang đến tâm tình tốt. Tâm thái xấu mang đến tâm tình xấu. Tâm tình là trạng thái tình cảm trong nội tâm con người biểu hiện ra bên ngoài. Tâm thái là tiêu chuẩn xử sự trong nội tâm của một người. Một người trưởng thành cần phải lý trí đối mặt với sự biến hóa của hoàn cảnh. Cho dù hoàn cảnh bên ngoài như thế nào đều nên phải bảo trì tâm thái bình hòa, vui vẻ của bản thân mình. Giống như hoa hướng dương vĩnh viễn hướng về phía ánh mặt trời khai nở. Người có tâm thái tốt thì khi nhìn nhận người khác, nhìn nhận sự việc đều lạc quan, tích cực, nhìn ra điểm tốt của người khác nên dễ dàng có được vận may trong cuộc đời. Ngoài ra họ luôn khoan dung, nhẫn nhịn, thận trọng trong mỗi việc, lạc quan yêu đời nên họ sống thọ hơn. Bởi vì tâm thái luôn ở trạng thái tốt nên phần thiện của những người này thường nhiều hơn. Có tình yêu thương đối với người khác hơn, như thế họ có thể kết được nhiều thiện duyên, vận khí cũng tốt và tiền đồ cũng rộng mở hơn. Cho nên, mỗi ngày khi rời khỏi giường ngủ hãy nở một nụ cười, nói những lời chúc tốt đẹp đến người khác để đón chào một ngày mới. Tâm thái tốt, tâm tình tốt như vậy nhất định sẽ đem đến cho bạn một ngày may mắn. Cảnh tùy tâm chuyển, tâm cảnh của bạn sẽ quyết định hoàn cảnh bạn gặp phải và quyết định cả vận mệnh của bạn. Nắm chắc tâm của bản thân mới có thể bình tĩnh đối mặt với những chuyện xảy ra trong cuộc sống, từ đó thanh tĩnh phân tích và giải quyết được mọi sự việc tưởng như khó giải quyết nhất. Một tâm thái tốt sẽ quyết định một tâm tình tốt. Tâm tình tốt đem đến một cuộc sống tốt. Cuộc sống tốt chính là một loại chất lượng cao của đời người. Tâm một người chất chứa điều gì thì cuộc đời sẽ như thế ấy. Tướng do tâm sinh, mệnh do mình tạo. Dạng sự trên thế gian đều có thể chuyển hóa tùy theo tâm của mỗi người. Bởi vậy, có thể thấy được rằng tâm của một người là như thế nào thì sẽ có tướng như thế đó và kết được duyên như thế ấy. Nếu trong tâm một người chất chứa sự lương thiện thì sinh mệnh của người ấy tràn ngập ánh sáng mặt trời. Vô luận là gặp phải mâu thuẫn gì thì trước tiên họ soi xét lại bản thân để tự điều chỉnh mình. Hết thảy những điều không tốt người khác gây ra cho họ, họ đều không để trong lòng mà bao dung khiến nó tiêu tan hết. Nếu trong tâm một người chứa người khác thì khi gặp bất kể việc gì họ đều sẽ nghĩ đến cảm nhận của người khác, đặt mình vào hoàn cảnh người khác để nhìn nhận vấn đề. Nếu trong tâm một người chất chứa trời đất thì sẽ thản nhiên đối mặt, ở trong đạo pháp tự nhiên mà tĩnh lặng nhìn xa, cuộc đời của họ luôn thản đãng, thong dong, tự tại. Bởi vì cuộc sống vốn là thị phi, tranh đấu, công danh lợi lộc, dinh nhục thăng trầm. Nếu trong tâm một người chứa sự đố kỵ, tham lam, mưu kế thì tâm lượng của người này rất nhỏ hẹp. Ở trong cái dòng nhỏ hẹp ấy, họ luôn oán trời trách người, bạn bè sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng trở thành người cô đơn, hiu quạnh. Nếu trong tâm một người chứa danh lợi, tiền bạc thì cuộc đời của người này luôn mệt mỏi trong thế giới vật chất. Vì mãi mê theo đuổi những điều này, họ sẽ để mê lạc mất tâm linh của mình. Cuối cùng để đạt được mục đích của mình, không điều gì họ không dám làm. Nhưng những vật chất kia, khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi nên đến khi nhắm mắt lìa đời họ chỉ có thể mang theo sự hối hận và tiếc nuối. Nếu trong tâm của một người chất chứa sự thù hận thì không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bản thân mà còn khiến cuộc đời luôn không thoải mái. Người thù hận sẽ luôn sống trong sự tổn thương, dằn vặt và đau khổ. Suy cho cùng, cảnh giới của sinh mệnh,
Tương lai của sinh mệnh tưởng là ở trong mê nhưng lại ở ngay trước mắt mỗi người chúng ta. Nó ở ngay bên trong sự lựa chọn của mỗi chúng ta, ngay trong tâm chúng ta. Cảnh tùy tâm chuyển, tâm thái của bạn như thế nào sẽ kết được duyên như thế ấy. Hết thảy là do tâm mình định mà ra. Bởi vậy, tu tâm vĩnh viễn là đại đạo của đời người. Khi đối mặt khổ nạn hãy thực hành 6 điều này. Trong nhân sinh mỗi người, những sự việc không như ý muốn của mình có rất nhiều. Không có ai là bước đi mỗi bước đều thuận buồm xuôi gió. Dù thế nào đi nữa cũng sẽ gặp phải khổ nạn nhất định. Lúc này, có người lựa chọn cách trốn tránh, cũng có người sẽ dũng cảm đứng ra đối diện với mọi vấn đề nảy sinh. Nhưng ngay cả khi bạn lựa chọn đối mặt, thì chính thái độ của bạn cũng sẽ quyết định xem bạn có thể giải quyết được khó khăn đó hay không. Nếu trong tâm bất an, không thể bình tĩnh ôn hòa mà nhìn nhận hết thảy khổ nạn trong cuộc sống một cách lý trí, vậy thì đến cuối cùng bạn vẫn có khả năng bị chính khó nạn đó cuốn vào và khó lòng thoát ra được. Nếu có thể làm 6 điều này, gặp sự việc gì đều có thể tĩnh lặng bình đạm, cuộc sống của bạn sẽ thuận lợi hơn, khổ nạn nào cũng có thể đi qua. 1. Tĩnh lặng. Cổ nhân nói rằng sự tĩnh lặng là cội nguồn của tiềm lực to lớn. Con người ta khi bị suy sụp sẽ cảm thấy thất vọng, khi bị thương tổn sẽ thấy thống khổ, khi bị phỉ báng sẽ cảm thấy ủy khuất, khi bị hấp dẫn cám dỗ sẽ cảm thấy lưỡng lự, khi bị phản bội sẽ cảm thấy căm phẫn, khi đứng trước khảo nghiệm sinh tử sẽ sợ hãi vô cùng. Nhưng nếu có thể giữ được sự tĩnh lặng như nước trong khổ nạn, thì có thể vượt qua hết thảy. Có thể nói, tĩnh lặng không chỉ là sự trầm tĩnh lặng lẽ, mà là một loại thần thái, là một loại trí tuệ và cao thượng. Thêm nữa, trong cuộc sống, chúng ta cũng cần cố gắng học cách nói ít và lắng nghe nhiều hơn. Đối với những người thích nói nhiều, họ có thể dễ dàng nói ra những điều thiếu suy nghĩ và khiến người nghe phản cảm. Khi muốn nói, trước hết suy xét xem người nghe có thực sự muốn lắng nghe những gì bạn nói hay không. 2. Chậm rãi. Xã hội hiện đại càng phát triển, nhịp sống càng trở nên hối hả tấp nập. Điều này khiến cho con người khi làm việc cũng luôn mang theo tâm thái vội vàng, mong muốn đạt kết quả một cách nhanh chóng. Thế nhưng, đôi khi sống quá nhanh, làm việc quá gấp gáp sẽ khiến chúng ta không có khoảng trống để nhìn lại những gì đang diễn ra xung quanh mình. Hẳn là không ít thời điểm, khi bạn đã về đến cái đích mà mình mong muốn, đột nhiên sẽ nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ không ít điều quan trọng trong cuộc sống. Đôi khi, do sức ép lo sợ thời gian trôi qua, phải sống nhanh sống gấp mà chúng ta sẽ đưa ra quyết định vội vã, thiếu đi sự tỉnh táo của lý trí. Do vậy, điều chỉnh lối sống của mình chậm lại một nhịp, bạn có thể sẽ nhìn thấy những bài học dựa trên sự thất bại của người khác. Đây cũng là một trong những lối tắt giúp bạn đi đến thành công. 3. Nhẫn nại. Khi đối diện với bất công, chúng ta luôn cảm thấy khó lòng chịu được sự giận dữ và đôi khi sẽ giận cá chém thớt mà gây sự với người khác. Có câu nói rằng cơn nóng giận giống như đốm lửa trong tay. Khi chưa kịp ném sang người khác, nó đã đốt cháy tay chính mình. Đúng như vậy, loại tức giận bất bình này không chỉ gây tổn hại đến thân thể chúng ta, mà cũng không có cách nào giải quyết triệt để. Tâm trạng đó giống như một chiếc xe lao nhanh xuống dốc. Nếu như không phanh lại kịp thời, nó có thể lao xuống bờ vực nguy hiểm và hiệu quả thực sự hết sức khó lường. Vậy nên, hãy cố gắng làm được 2 chữ nhẫn nại. Hãy nhớ rằng thành công thường chỉ xuất hiện sau khi bạn đã nhẫn nại, kìm nén những nỗi thống khổ mà người thường không thể chịu đựng được.
4. Nhường nhịn. Trước những vấn đề mang tính đúng sai trong cuộc sống, người ta cảm thấy khó lòng có thể nhường nhịn thoái lùi. Thế nhưng với những chuyện tiểu tiết nhỏ nhặt, đôi khi họ lại muốn tham khảo nghe xem ý kiến của người khác như thế nào. Nếu cảm thấy ý kiến của người khác không tệ lắm, thì có thể sẽ không khăng khăng nhất mực làm theo ý mình nữa. Muốn có được cuộc sống thuận lợi, bạn nên học cách nhường nhịn trong mọi tình huống. Lùi một bước, nhường nhịn một bước không chỉ là một loại trí tuệ mà còn là một loại ý chí ngoan cường. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phát hiện rằng chỉ nhường người khác trong một cái chớp mắt thôi là đã có thể khiến con đường đời chật hẹp trở nên rộng lớn vô cùng. 5. Coi nhẹ. Nhân sinh vô thường, do đó, phàm là chuyện gì có thể coi nhẹ, hãy cố gắng coi nhẹ hết mức, ngay cả danh lợi, tiền tài hay cảm tình. Tất cả những điều này khi sinh chúng ta không mang theo đến, khi chết cũng chẳng thể mang đi. Một khi đã nhắm mắt xuôi tay thì chẳng còn điều gì là quan trọng nữa. Được hay mất cũng như vậy, chúng ta có thể mất ở phương diện này, thì sẽ có cơ hội để lựa chọn và được ở một phương diện khác. Càng coi nhẹ những lợi ích của con người thế gian, sẽ càng có thể đạt được sự bình tĩnh trong tâm hồn, cũng càng có thể trải nghiệm được niềm hạnh phúc đơn thuần. Hãy tỉnh tỉnh quan sát cuộc sống một cách bình thản. Chúng ta có thể thấy được rằng ngay cả khi không cần phải nhọc sức guồng chân mà, ánh mặt trời sẽ vẫn luôn soi sáng chúng ta. 6. Bình hòa. Bình hòa, bình đạm, bình lặng, những điều này khó tìm được ở những người trẻ tuổi. Thanh niên chính là thời điểm nhiệt huyết sôi trào, nhưng cách hành xử cũng sẽ có những góc cạnh nhất định mà không thể có đủ độ tròn trịa, chín chắn, do đó dễ dàng phát sinh mâu thuẫn với những người khác. Trong công việc nói riêng và cuộc sống nói chung, chúng ta có thể nhìn xa bao nhiêu thì sẽ có cơ hội tiến xa bấy nhiêu. Một cá nhân luôn giữ tâm thái bình hòa tĩnh tại, trong mắt người khác nhìn tựa như rất đơn điệu chẳng có sắc màu gì, nhưng kỳ thực nhân sinh của họ luôn có xu hướng tiến đến sự hoàn thiện đủ đầy và tràn đầy màu sắc. Tục ngữ nói, cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng. Trong cuộc sống, rất nhiều khi cưỡng cầu mong có được thì lại bị mất đi, giống như nắm cát nằm trong tay, nắm càng chặt thì cát rơi càng nhanh vậy. Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, mở lòng bàn tay ra, sẽ thấy rằng được nhiều hơn mất. Cổ nhân nói, sống chết có số, phú quý do trời. Bởi vậy với hết thảy sự tình trong cuộc sống, thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Người ta sở dĩ phiền não phần lớn đều là vì lo được lo mất, hoặc canh cánh trong lòng một số sự tình nào đó. Người ta thông thường đều ở trong cường điệu bản thân quá mức hoặc truy cầu quá nhiều rồi không đạt được mà đánh mất đi sự khoái hoạt, tường hòa vốn có, mà rơi vào đau khổ. Mọi việc không cần phải cố ý đi thể hiện. Hãy dùng tâm thái bình thản, tự nhiên để xử lý các sự tình trong cuộc sống. Hết thảy thuận theo tự nhiên mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu khi gặp khó khăn, tìm không ra phương pháp giải quyết tốt nhất, chúng ta nên để nó thuận theo tự nhiên. Có câu chuyện kể rằng, thời xưa có một vị thư pháp nổi tiếng đến một ngôi chùa cổ kính theo lời mời để viết một bức hoành phi. Lúc ông ngồi viết, một người học trò cưng đi theo ông ngồi bên cạnh và mài rất nhiều mực. Đồng thời, với mỗi bức mà thư pháp gia viết, người học trò này đều thẳng thắn đưa ra những ý kiến đánh giá. Sau khi viết xong một bức, người học trò của ông nói, "Thưa thầy, bức này viết không đẹp." Mỗi một bức mà thư pháp gia viết,
người học trò của ông đều cảm thấy không hài lòng, cho rằng ông chưa thể hiện ra hết thực lực của bản thân. Vì thư pháp gia viết rất nhiều bức, nhưng người học trò đều có chung một nhận xét: bức này so với bức trước còn xấu hơn. Vì thư pháp gia nén lòng viết đến 84 bức mà vẫn không nhận được lời khen ngợi của người học trò. Cuối cùng, người học trò của ông xin phép đi ra ngoài. Ông nghĩ thầm, cuối cùng cũng tránh được ánh mắt của cậu ta rồi. Thế là vị thư pháp bình tâm tĩnh khí, viết một bức với tâm thái vô cùng thoải mái tự nhiên, không để tâm đến kết quả ra sao. Sau khi người học trò quay trở lại phòng, nhìn thấy bức hoành phi, liền thốt lên: thật sự là một kiệt tác. Phàm là việc gì, khi làm mà canh cánh trong lòng mong muốn đạt được kết quả như ý thì thường lại bị thất vọng. Không cầu, thuận theo tự nhiên mà làm, tự nhiên lại đạt được kết quả như ý. Đây chính là điều mà cổ nhân nói: không cầu mà tự được. Thái Tương là nhà văn, nhà thư pháp, một vị quan nổi tiếng thời Bắc Tống. Ông có một bộ râu rất rậm nên mọi người thường gọi ông là Mỹ Nhiêm Công. Tống Nhân Tông rất thích bộ râu của Thái Tương nên có một lần hỏi đùa ông rằng: không biết ban đêm khi ái khanh ngủ, chòm râu này đặt ở trong hay ở ngoài chăn bông? Thái Tương nghe thấy câu hỏi này thì giật mình, vì chính ông cũng chưa bao giờ để ý đến điều đó. Vì thế, ông không thể trả lời được. Đêm đó, khi Thái Tương ngủ, ông hết đặt chòm râu ra ngoài chăn rồi lại cho vào trong chăn. Cuối cùng, cả đêm ông không ngủ được vì không biết nên đặt ở trong hay ở ngoài cho thích hợp nhất. Về sau, ông mới hiểu ra, đó là lúc bình thường căn bản không cần để ý râu ở bên trong chăn hay ở bên ngoài chăn, hãy để nó thuận theo tự nhiên là hơn hết. Kỳ thực, con người ngủ như thế nào, thức dậy như thế nào đều là việc rất tự nhiên. Nếu trong lòng có chấp nhất, gượng ép thì lại thành ra trái với tự nhiên. Một khi đã trái với tự nhiên thì làm sao có thể có được sự thoải mái. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, một con chó nhỏ không ngừng chạy vòng quanh mà đuổi theo cái đuôi của mình. Sau một hồi chạy đuổi như thế, sức cùng lực kiệt, nó nằm dưới đất thở hổn hển. Bỗng có một con chó lớn đi qua, hỏi nó đã xảy ra chuyện gì. Con chó nhỏ đáp: một người bạn đã nói cho tôi biết, nếu tôi có thể đuổi được cái đuôi của mình thì tôi vĩnh viễn có được hạnh phúc và khoái hoạt. Cho nên, tôi mới đuổi theo cái đuôi của mình mà bị sức cùng lực kiệt như thế này. Con chó lớn thở dài một tiếng rồi nói: lúc ta còn trẻ, cũng được nghe qua người khác nói như vậy, ta cũng làm như vậy mà sức cùng lực kiệt giống như ngươi bây giờ. Nhưng sau này ta chợt nhận ra, khi ta theo đuổi khoái hoạt và hạnh phúc thì nó lại vĩnh viễn không ở trước mặt ta, giống cái đuôi này. Trái lại, khi ta không tận sức truy đuổi, hết thảy đều để thuận theo tự nhiên mới phát hiện ra rằng hạnh phúc và khoái hoạt nguyên là ở phía sau, ngày đêm đi theo ta, chính như cái đuôi này vậy. Hạnh phúc và khoái hoạt là một phần của cuộc sống, chỉ là rất nhiều người thế gian không biết thưởng thức như thế nào. Rất nhiều người mỗi ngày đều truy đuổi danh lợi, địa vị và hưởng thụ vật chất khiến tinh thần mệt mỏi, sức lực cùng kiệt mà vẫn không đạt được niềm hạnh phúc và khoái hoạt thực sự. Người ta không biết được rằng rất nhiều thứ trong cuộc sống chỉ có thuận theo tự nhiên mới có thể đạt được, cưỡng cầu là không thể được. Cảnh giới cao nhất của nhân sinh chính là không cầu mà được. Phàm là việc gì cũng không nên cố ý cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên, tùy ngộ mà an, vận khí tốt và hạnh phúc sẽ thuận theo đó mà đến. Trên thế gian này, hết thảy sự tình đều là có cái được và có cái mất. Được mất thể hiện rõ ở rất nhiều phương diện trong cuộc sống. Ví như,
Tình yêu có thể đem đến cho con người niềm vui nhưng nó cũng khiến người ta đau khổ. Tiền tài có thể cho con người sự hưởng thụ nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến người ta phiền não. Thành công có thể đem đến cho người ta hạnh phúc nhưng nỗi đau thống khổ của sự thất bại cũng khiến người ta khó lòng chịu đựng được. Đối với một điều nào đó đang mong đợi, nếu đạt được chắc chắn người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng nếu bị mất đi hẳn là cũng sẽ khiến người ta đau khổ tương đương. Mức độ cảm nhận của niềm vui và thất bại luôn là bằng nhau. Có người kiếm được tiền tài nhưng lại mất đi sức khỏe, gia đình hoặc tình yêu. Có người sự nghiệp, thành tích đều không quá nhiều nhưng chất lượng cuộc sống, sức khỏe lại vô cùng tốt. Có những điều thoạt nhìn thì thấy như là không công bằng, nhưng thực tế nó lại rất công bằng với tất cả mọi người. Người ta thường cho rằng người có tiền luôn rất hạnh phúc, nhưng thực tế đây là một quan niệm không hoàn toàn đúng. Một người nghèo khó chỉ tiêu vài trăm ngàn đồng cũng sẽ tìm được niềm vui, nhưng khi có nhiều tiền rồi, người ta sẽ phải tiêu số tiền gấp hàng chục lần mới thấy được niềm vui tương đương. Khi sở thích của một người thay đổi thì cảm nhận của người ấy với mọi thứ cũng sẽ thay đổi theo. Khi một người có càng nhiều tiền thì giá trị đồng tiền sẽ càng giảm, vì thế người ta cũng khó dùng tiền để tìm được niềm hạnh phúc hơn. Có câu chuyện xưa kể rằng, một ngày nọ, một con cáo đói bụng nhìn thấy trong vườn có một cây nho sai trĩu quả thì rất thèm được ăn. Nhưng nó tìm mãi mà không thể tìm thấy được đường vào trong vườn nho ấy. Sau một hồi tìm kiếm, nó vui mừng phát hiện ra một lỗ thủng ở hàng rào. Nhưng lỗ thủng này lại quá nhỏ so với thân thể của nó. Thế là nó rất đau buồn vì không thể chui vào trong vườn được. Con cáo nghĩ ra một cách. Nó chờ ở ngoài hàng rào 6 ngày liền và không ăn gì. Vì thế cơ thể nó gầy đi rất nhiều và nó dễ dàng chui được vào trong vườn. Nó sung sướng thưởng thức những trái nho thơm chín căng mọng. Nhưng sau khi ăn rất no rồi, con cáo mới phát hiện ra rằng cái bụng của nó đã to lên rất nhiều. Nó đã không thể theo đường cũ mà ra ngoài được nữa. Và như thế, nó sẽ dễ dàng bị chủ vườn bắt được. Cho nên, con cáo lại đành phải nhịn ăn suốt 6 ngày liên tiếp. Quả nhiên sau 6 ngày ấy, con cáo lại gầy đi và có thể chui ra được khỏi hàng rào. Vậy là, con cáo lại trở về lúc xuất phát ban đầu. Nó không thu được gì sau những điều nó đã trải qua. Cổ nhân có câu, sào lâm nhất chi, nghĩa là con chim ri làm tổ trong rừng cũng chỉ cần một cành cây là đủ. Con người cũng là tương tự như vậy. Nếu chúng ta có cả thế giới này thì chúng ta cũng vẫn chỉ ăn ngày 3 bữa, ngủ trên một chiếc giường mà thôi. Cho dù chúng ta có đến cả 100 chiếc giường thì chúng ta cũng chỉ ngủ được trên một chiếc. Cho dù chúng ta có hàng ngàn đôi giày, chúng ta cũng chỉ đi được một đôi. Cho dù chúng ta có gọi hàng 100 món ăn thì cuối cùng chúng ta có thể ăn được đến no bụng. Địa vị và tài phú của mỗi người trong xã hội là khác nhau, là có sự phân chia cao thấp. Nhưng sự nhận thức về khoái hoạt và hạnh phúc thì không có sự phân chia cao thấp như vậy. Chỉ bất quá là niềm hạnh phúc của người có tiền sẽ khá phức tạp, còn niềm hạnh phúc của người nghèo thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Đời người có vui cũng có buồn. Đến một lúc nào đó, khi tâm chúng ta đã đạt đến một cảnh giới nào đó, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng mỗi khoảnh khắc vui hay buồn trong cuộc đời đều đáng trân quý. Mỗi một loại thống khổ hay khoái hoạt, mỗi một thứ chúng ta đạt được hay mất đi đều cho chúng ta những thể nghiệm, những bài học đáng giá. Niềm vui và nỗi buồn có thể đến sớm với người này, đến muộn với người khác. Có người mất trước được sau, có người được trước mất sau. Nhưng suy ngẫm kỹ một chút, chúng ta sẽ thấy tổng thể nó là một lượng không đổi.
Chúng ta đã từng vui như thế nào thì khi buồn chúng ta cũng sẽ nhận được một lượng bằng như thế. Đứng trước sinh, lão, bệnh, tử, sinh mệnh con người là rất yếu nhược. Khi người ta chết đi, sẽ không còn phân biệt kẻ giàu người nghèo. Không thể nói người giàu sẽ chết thoải mái hơn, còn người nghèo chết thống khổ hơn. Có người khi sống đạt được 10 phần thì khi chết đi anh ta cũng sẽ mất đi 10 phần. 10 phần đó là 10 phần đau khổ. Có lẽ đây là điều công bằng tuyệt đối. Người có trước có khi bị mất đi trước. Người có sau sẽ mất đi sau. Người không có gì sẽ không bị mất đi. Tổng số được mất sẽ luôn là không. Vì thế sống trên đời không nên so đo tính toán quá nhiều. Không cần phải quá bận tâm đến được mất, thiệt hơn. Người biết đủ, hiểu thấu lẽ được mất, sống thuận theo tự nhiên sẽ sống được vui vẻ, hạnh phúc nhất. Sống thuận theo tự nhiên là câu nói của người xưa, kỳ thực nó có hàm nghĩa vô cùng sâu sắc. Tự nhiên luôn là bản chất của vấn đề, bản chất của sự việc, bản chất của những điều trong cuộc sống. Khi bạn hiểu rõ đạo lý này thì quả thực bạn sẽ sống cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Đời người chỉ như một tờ hóa đơn. Trên tờ hóa đơn ấy nếu chúng ta coi nhẹ được mất, thuận theo tự nhiên ắt sẽ bội thu, hạnh phúc tràn đầy. Cuộc sống hiện đại, xã hội phát triển và cũng có nhiều thứ hấp dẫn con người ta. Hãy thử tự hỏi mình rằng có bao nhiêu điều bạn mong muốn? Thanh niên mong muốn một cuộc sống dư giả, có nhà lầu, xe hơi, có một người vợ như ý. Người già mong muốn có một món tiền tiết kiệm để giải quyết những vấn đề cuối đời. Phụ nữ mong cầu sắc đẹp, tiện nghi. Ai ai cũng truy cầu một điều gì đó. Khao khát cải thiện điều kiện sống âu cũng là một nguyện vọng tốt đẹp. Nhưng cuộc đời nhiều khi lại không như mong ước. Và khi truy cầu không được thì khao khát lại càng lớn hơn. Con người dường như đang sống vì những xúc cảm và cũng vun đắp bản thân bằng những xúc cảm. Trong cuộc đời ai cũng có số phận và hoàn cảnh sống khác nhau, nên mỗi người cũng có những con đường khác nhau. Những nguyện vọng mong muốn tốt đẹp ta có thể lưu giữ, nhưng đừng nên biến mình thành một người vì mục đích mà bất chấp tất cả. Hãy làm việc hết mình cho ý tưởng và những điều tốt đẹp của mình. Nhưng chuyện thành bại thì bạn không thể kiểm soát được hết. Người xưa có câu: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Con người chỉ là một sản vật của tự nhiên, sản vật của vũ trụ, và có những quy luật vô cùng to lớn đang tác động lên con người. Đó là quy luật kinh tế, hoàn cảnh sống, phong thủy, tố chất của từng người, hay thậm chí là cả thiên tai, nhân họa. Tất cả đã tạo nên con đường mà đời người phải đi qua. Con người đơn lẻ đâu thể kiểm soát được những điều lớn lao đó. Người xưa có câu: tình canh vũ độc, nghĩa là ngày nắng đi cày, ngày mưa đọc sách. Một câu nói đơn giản này đã ngắn gọn mô tả một cuộc sống ung dung tự tại, không màng sự đời, thể hiện tâm hồn cao thượng, không phiền não, hàm chứa trí tuệ thuận theo tự nhiên của cổ nhân. Trời nắng trời mưa là quy luật tự nhiên. Thiên nhiên sẽ không vì ý nguyện của con người mà thay đổi quy luật của mình. Con người dẫu có muốn ngăn trời mưa hay muốn tạo mưa bằng những biện pháp khoa học hiện đại nhất, thì cuối cùng vẫn không thể thay đổi được quy luật của tự nhiên, chỉ là lợi dụng một chút, thông minh một chút mà thôi. Trong cuộc sống, những việc không thuận theo tâm ý của con người là rất nhiều. Người kinh doanh không đạt được mục tiêu doanh số đề ra, học sinh không đạt được kết quả thi như bản thân mong muốn, bạn bè đột nhiên rời xa, người thân đột nhiên ly biệt. Trong những lúc gặp phải mâu thuẫn không thể thay đổi được như vậy thì biết thuận theo tự nhiên là cách lựa chọn hữu hiệu nhất. Tất nhiên,
Số mệnh còn là do lựa chọn của bản thân ở mỗi bước đi của cuộc đời. Do vậy, bạn có thể thay đổi được một đôi điều trong cuộc sống và số phận của mình. Nhưng có một điều chắc chắn là bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn khi không tìm cách đoạt lấy. Hãy buông những điều mình truy cầu xuống để bạn không bị khống chế bởi những vọng niệm, ý niệm, vọng tưởng. Mơ mộng thường là vô ích trong chuyến hành trình đầy ý nghĩa của cuộc đời, một chuyến đi không bao giờ trở lại. Có những cuộc sống cơ hàn khắc khổ, cũng có những cuộc sống nhung lụa giàu sang. Nhưng điều làm con người đau khổ phần lớn lại đến từ tâm lý bất bình, từ sự nhỏ nhen của bản thân, từ những điều bạn không bằng lòng trong cuộc sống. Cảm xúc hạnh phúc sẽ không phụ thuộc vào địa vị và hoàn cảnh của bạn mà thay đổi. Người nghèo có được một chiếc xe đạp và người giàu có được một chiếc xe đua, có hạnh phúc như nhau không? Người cổ đại có được một con ngựa quý và người hiện đại có được một chiếc mô tô phân khối lớn, có hạnh phúc như nhau không? Là như nhau, cảm giác hạnh phúc trong những phút giây đạt được cũng chỉ là như vậy. Bởi thế hà cớ gì phải cố chấp, một mực truy cầu, một mực đau khổ đây? Người ta nói, kẻ thù của đời người là chính mình. Ở một khía cạnh nào đó, quả là đúng như vậy. Ai vượt qua được sự ích kỷ của mình, người đó là người hạnh phúc nhất. Người ích kỷ không có khả năng yêu thương người khác và cũng không có khả năng yêu thương chính bản thân mình. Người ta sống trên đời này không có ai là không gặp phải chuyện phiền phức, khổ đau, bệnh tật. Cuộc sống quá phức tạp và có rất nhiều điều mà người ta phải tự mình nếm trải. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, họa phúc luôn xoay dần, mà cái đắng cay lại thường nhiều hơn vị ngọt. Nhưng ai đó từng nói, người hạnh phúc nhất là người cho đi nhiều nhất, bởi vì niềm hạnh phúc này không phải là hạnh phúc khi chiếm hữu, mà là hạnh phúc khi cho đi. Có câu rằng, tự đắc kỳ lạc, nghĩa là lúc vui vẻ chỉ có bản thân mình mới cảm nhận được. Cảm xúc vui vẻ là do chính mình tự tạo ra. Vậy thì, thiên hạ ai là người vui vẻ nhất? Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người cả đời lao tâm lao lực, đến lúc vinh hoa phú quý, công thành danh toại, tưởng rằng như thế là hạnh phúc, khoái hoạt. Nhưng quay đầu lại nhìn thì hóa ra hạnh phúc lại không phải ở nơi ấy. Người như vậy ở nơi nào cũng có. Họ rốt cuộc cuối cùng là thành công hay thất bại? Có câu rằng, cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt dạng khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa, hà cớ gì người ta phải truy cầu nhiều thứ như vậy? Danh lợi tuy rằng ở một mức độ nào đó sẽ khiến con người khoái hoạt hạnh phúc, nhưng dục vọng danh lợi mãi cứ giãn nở ra vô hạn thì chỉ có thể làm cho người ta thống khổ mà thôi. Cho nên, cổ nhân giảng, thấy đủ thường vui. Một người biết đủ, ở phương diện công danh lợi lộc có thể không thành công, nhưng hẳn trong tâm là sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay. Vào triều đại nhà Minh, có một vị tiên sinh dạy học, gia cảnh bần hàn nhưng mỗi ngày đều dâng hương bái lễ, cảm tạ trời xanh ban phúc. Vợ của ông nghĩ mãi mà không hiểu, liền hỏi, một ngày 3 bữa đều là húp cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc? Vị tiên sinh này trả lời, sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hàng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đông chịu lạnh, đói không có gì ăn là hạnh phúc lớn thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa là cái hạnh phúc lớn thứ ba. Chúng ta có cả 3 thứ ấy rồi chẳng phải là phúc sao? Nhiều người nhìn vị tiên sinh này thường cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc.
bởi vì trong lòng ông biết đủ. Trong một ghi chép lịch sử khác có kể về Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương từng hỏi các vị đại thần của mình rằng: thiên hạ kẻ nào là người sống vui vẻ nhất? Các quần thần sôi nổi đưa ra ý kiến. Người thì cho rằng Công Thành Doanh Toại là vui nhất, có người lại nói người giàu nhất thiên hạ mới là người vui nhất. Sau khi Chu Nguyên Chương nghe xong thì vẻ mặt ưu sầu, trầm ngâm suy nghĩ. Hồi sau có một vị đại thần là Dạng Cương tươi cười tới nói: người biết kính sợ Dương Pháp sống vui vẻ nhất. Chu Nguyên Chương nghe tới đây thì bừng tỉnh đại ngộ, khen ý kiến của ông là hay và độc đáo. Vì sao người biết kính sợ Dương Pháp lại sống vui vẻ nhất? Thực ra đạo lý này rất rõ ràng. Phàm là những người biết kính sợ Dương Pháp thì chắc chắn sẽ không làm những chuyện trái luật, loạn kỷ cương. Vì vậy đương nhiên sẽ không phải ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, cũng không phải lao tâm khổ tứ muộn phiền âu lo, tự nhiên sẽ sống vui vẻ thoải mái. Còn một câu chuyện nữa cũng được lưu truyền rộng rãi, kể rằng có một thương gia giàu có nọ làm ăn rất phát đạt, ngày ngày đều phải lo lắng, tính toán rất phiền não. Thế mà ngay cạnh nhà phú thương ấy, có một gia đình nghèo, hai vợ chồng mưu sinh bằng nghề làm đậu phụ. Mặc dù cuộc sống thanh đạm khổ sở, nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười. Vợ của phú thương thấy thế có chút ganh tị nên buộc miệng cảm thán: ôi chao, nhà chúng ta đầy vàng, đầy bạc, nhưng em thấy chúng ta còn không bằng vợ chồng bán đậu phụ nhà bên cạnh. Mặc dù họ nghèo, nhưng sự vui vẻ của họ đáng giá ngàn vàng. Phú thương nghe vợ nói thì tặc lưỡi trả lời: vậy thì có gì chứ, ngày mai ta sẽ khiến họ không cười được nữa. Nói xong, ông dung tay ném một nén vàng nguyên bảo sang tường bên kia. Sáng hôm sau, vợ chồng nghèo khổ nọ thấy một nén vàng không biết từ đâu rơi trên mặt đất. Tâm trạng của họ liền thay đổi nhanh chóng. Họ nhỏ to bàn bạc tới lui, nói rằng mình đã phát tài, không muốn đi bán đậu phụ nữa. Vậy thì số tiền này dùng để làm gì đây? Trong lòng họ bỗng thấp thỏm lo lắng. Họ sợ rằng nếu một ngày bị bạn bè hàng xóm phát hiện tự dưng phát tài thì sẽ nghĩ rằng họ đi ăn trộm. Cứ thế 3 ngày 3 đêm họ không ăn không uống, đêm ngủ không yên, từ đó cũng không còn nghe thấy tiếng nói cười nữa. Từ đây có thể thấy, đôi khi những thứ cướp đi hạnh phúc trong cuộc sống ta không phải những toan tính đao to búa lớn, mà chính từ cái bẫy của dục vọng, thứ làm suy kiệt cuộc sống của chúng ta, cũng không phải những bi kịch tàn khốc, mà từ những mê hoặc vụn vặt. Đời người, thứ khiến chúng ta nản chí ngã lòng, sức cùng lực kiệt đôi khi không phải tại kẻ thù không đội trời chung, mà là bị công danh lợi lộc tầm thường đeo bám. Lòng tham dí như một liều thuốc độc, nó có thể bào mòn tâm trí con người, càng tham lại càng ham muốn, càng không biết đủ. Đến khi mất hết tất cả, sống phí cả một đời người để theo đuổi những điều hư vô, cuối cùng nhận ra mình sống thật khổ thì đã quá muộn. Câu chuyện 1. Ngày xưa, có một vị thần đi dạo xuống cõi trần. Sau đó, ông thấy một người phàm cũng đang đi dạo trên đường. Vị thần liền tới và đi cùng người kia, cũng giống như một người bình thường. Một lúc sau, người đàn ông cảm thấy khác. Ông ta thấy ông kia đang mang một bình nước bên hông. Vì thế ông ta hỏi: có còn nước trong bình của ông không? Vị thần đưa bình nước cho ông ta và nói: cả bình còn đầy, ông có thể uống bao nhiêu tùy ý. Người đàn ông uống hết bình nước và cảm thấy nó chỉ thỏa được một chút cơn khát, nhưng cũng làm xua tan sự mệt nhọc. Họ tiếp tục đi một lúc thì ông ta đột nhiên nói:
tôi ước gì nó là rượu giang ở trong bình của ông. Vì thần mỉm cười, đưa bình nước cho ông ta nói, có rượu trong đó, cứ uống nếu ông muốn. Ông ta không tin, nhưng vẫn uống thử, và rất ngạc nhiên, những gì ông ta uống là rượu giang, rất thơm ngon. Ông ta ngạc nhiên và nghĩ, người bạn đồng hành của mình phải là một vị thần, bởi vì chỉ có thần mới có thể làm thế. Với nghĩ đó, ông bèn hỏi thêm, bây giờ tôi ước gì nó là thuốc tiên trong cái bình của ông. Vị thần cười và mở nắp bình. Người đàn ông nghĩ vị thần chắc lại cho mình thuốc tiên, nên ông ta mở miệng ra và chờ đợi. Nhưng chẳng có gì trong bình. Vị thần lắc cái bình một lần nữa và biến mất. Người tham lam muốn mọi thứ, nhưng cuối cùng họ sẽ mất mọi thứ. Câu chuyện 2. Một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ, khi đến một vùng núi nọ thì bị ốm nặng. Ông được một bà quá là chủ quán trà cứu và đưa về nhà chăm sóc. Mặc dù không biết tung tích vị thiền sư, quán nghèo thưa thớt khách, không có tiền, nhưng người phụ nữ vẫn tận tình chăm sóc và cứu chữa cho ông. Hơn 3 tháng ròng vị thiền sư mới bình phục. Cảm động ân tình của bà chủ quán, vị thiền sư trước khi rời đi dành 1 tuần liền để đào một cái giếng cạnh quán cho bà quá tiện dùng nước, không phải ra tận suối gánh nữa. Không ngờ, từ khi dùng nước giếng mà vị thiền sư đã đào để pha trà bán, trà của bà quá có mùi thơm thật đặc biệt và vị của trà cũng rất ngon. Ai uống một lần cũng phải quay lại. Tiếng lành đồn xa, quán trà của bà quá khách đến đông nườm nượp. Người đàn bà quá trở nên giàu có từ đó. Ít lâu sau, vị thiền sư có dịp ghé qua quán để thăm lại ân nhân của mình. Thấy cơ ngơi khang trang, vị thiền sư rất mừng cho bà quá. Khi hỏi về giếng nước, bà quá than phiền với thiền sư, giếng nước này tốt lắm, có điều nước cạn liên tục, vài ngày mới lại đầy nên tôi chẳng bao giờ đủ để bán cho khách. Vị thiền sư nghe xong lắc đầu, nói, không tốn kém gì cả, từ nguồn nước trời cho rồi kiếm ra nhiều tiền mà bà vẫn không thấy hài lòng ư. Ông viết lên tường một câu, trời đất bao la nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn thế. Rồi lẳng lặng quay đi, không bao giờ quay trở lại quán nữa. Giếng nước từ ấy cũng cạn dần. Theo Phật dạy, sự bắt đầu của lòng tham là ưa, thích. Sự ưa, thích này không làm hại cho bản thân người ưa thích và người ở gần bên. Vì người ưa thích làm lụng để lấy tiền, chứ không làm gì đến kẻ khác để lấy tiền làm giàu cho bản thân mình. Như vậy chưa gọi là tham được. Lòng tham cũng có tuần tự tiến triển như chín mùi của trái xoài. Có thứ lòng tham không gây hại, nhưng nếu ta không biết ngăn chặn nó, khiến nó ngày càng trở nên lớn hơn thì lúc ấy chúng ta sẽ trở nên mù quáng, điên cuồng, thậm chí sử dụng âm mưu, tiểu xảo để đạt bằng được mục đích của bản thân. Con người chúng ta ai ai cũng có sẵn lòng tham trong người. Lòng tham ấy ví như người nuôi rắn độc, không cẩn thận từng phút sẽ bị rắn độc quay đầu lại cắn. Cuộc sống ngày nay chúng ta bon chen với đời, tìm kế sinh nhai, kiếm tiền, danh vọng, ham muốn trong tình yêu. Lòng tham ấy kích động tâm trí khiến chúng ta cảm thấy khổ tâm, không hài lòng với những gì mình đang có. Con người ta khi tham lam quá sẽ trở nên mù quáng, không biết đến giới hạn, sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang có để mong được sở hữu những thứ quý giá hơn. Sự tham lam mù quáng có khi khiến con người ta phải trả giá đắt mới hiểu ra rằng những thứ quý giá ấy luôn ở ngay bên cạnh mình chứ chẳng phải đi tìm ở đâu xa. Có thể nói, nhược điểm lớn nhất của nhân tính là lòng tham không đáy, vĩnh viễn không thấy đủ.
Người không biết đủ thì luôn thấy thiếu thốn và sẽ không bao giờ thành công trong việc tìm kiếm hạnh phúc thật sự. Đạo Đức Kinh là quyển sách do triết gia Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 trước Công Nguyên. Trong đó, rất nhiều chương, Lão Tử đề cập đến tư tưởng biết đủ. Trong chương thứ 30 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: Tri túc giả phú, tức là người biết đủ là người giàu có. Trong chương thứ 44, Lão Tử cũng nhắc đến biết đủ: Thậm ái tất đại phí, đa tàn tất hậu vong. Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi, khả dĩ trường cửu, tức là yêu nhiều ắt sẽ tổn nhiều, chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều. Phải biết thế nào là đủ, đừng quá tham lam để tránh tủi nhục về sau. Biết dừng lại thì sẽ không gặp nguy và có thể trường cửu. Tư tưởng biết đủ này lại được Lão Tử nhắc đến trong chương 46 của Đạo Đức Kinh: Họa mạc đại du bất tri túc, cửu mạc đại du dục đắc. Cố tri túc chi túc, thường túc hỷ, tức là không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào lớn bằng ham muốn có được, cho nên biết cho mình là có đủ thì sẽ luôn luôn đủ. Nội hàm tư tưởng biết đủ của Lão Tử. Tư tưởng biết đủ của Lão Tử bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Biết đủ là cầu bên trong mà không cầu bên ngoài, là theo đuổi bản tính chất phác và sự dồi dào về tinh thần. Tri túc giả phú, người biết đủ là người giàu có. Dương Bật thời Tam Quốc là người chú giải Đạo Đức Kinh. Ông viết: Tri túc giả, tự bất thất, cố phú giả, nghĩa là người biết đủ do không mất mà luôn giàu có. Người biết đủ sẽ không bị lòng tham vật chất quấy nhiễu khống chế mà bị nhiễu loạn. Trong một đoạn chú giải khác về Đạo Đức Kinh, Dương Bật còn viết: Thiên hạ có câu, người biết đủ sẽ biết dừng lại. Họ không cầu ở bên ngoài mà chỉ tu nội trong mình mà thôi. Tư tưởng này cũng là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi sự giàu có về mặt tinh thần. Danh lợi và tiền tài là vật ngoài thân, là thứ không thể nắm giữ được mãi. Truy cầu và chiếm giữ quá nhiều thì nhất định cũng sẽ mất đi nhiều. Theo lời chú giải Đạo Đức Kinh của Dương Bật: Thậm ái tất đại phí, đa tàn tất hậu vong. Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi, khả dĩ trường cửu, tức là yêu nhiều ắt sẽ tổn nhiều, chất chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều. Biết đủ thì không nhục, biết dừng lại thì không nguy, có thể trường cửu. Bởi vậy, con người ta chỉ nên có một phần danh lợi trong mức độ, không nên chiếm giữ quá nhiều, phải biết đủ thì mới được lâu dài. Có thể nói, nhược điểm lớn nhất của nhân tính là lòng tham không đáy, vĩnh viễn không thấy đủ. Một người chỉ có thể thời thời luôn thấy đủ khi người ấy giảm bớt ham muốn, phải biết hài lòng và thỏa mãn. Bởi vậy, Dương Bật đã nói: Không có dục vọng mà biết đủ và thuận theo tự nhiên mà biết đủ. Đối với những người thống trị mà nói, dục vọng rất nhiều khi tạo thành tai họa lớn. Cho nên, những người này phải tu dưỡng tâm biết đủ để khống chế ham muốn của bản thân. Như vậy thì vạn vật và thiên hạ mới có thể tự nhiên an ổn. Không biết đủ là nguyên nhân gây ra họa. Lão Tử vô cùng coi trọng tư tưởng biết đủ. Ông cho rằng tư tưởng biết đủ có thể quyết định dinh nhục, sống chết, họa phúc của mọi người. Không chỉ thế, Lão Tử còn dùng biết đủ để phân biệt người giàu và người nghèo trong xã hội. Một người nếu biết đủ thì những yếu tố khách quan như tiền tài, của cải, cho dù là không nhiều lắm nhưng họ vẫn có thể tự nhận mình là người giàu có. Người biết đủ là người giàu có. Sự giàu có lớn nhất là khi biết đủ. Bởi vì người biết đủ thì luôn không thấy thiếu thốn gì,
không thiếu thốn gì thì được xem là giàu có. Trái lại, người không biết đủ thì cho dù có nhiều những yếu tố bên ngoài như tài phú nhưng vì lòng tham không đáy mà có thể gây ra tai họa lớn. Từ điểm này có thể thấy, Lão Tử cho rằng một người giàu hay nghèo là được quyết định bởi biết đủ hay không biết đủ. Trong cuốn Hàng Thi Ngoại truyện viết, phúc sinh ra bởi vô dục mà tai họa sinh ra bởi ham muốn. Biết đủ thì sẽ giàu có, người tham lam của cải mà không biết dừng thì tuy có thiên hạ cũng không gọi là giàu. Lão Tử thông qua tư tưởng biết đủ để răn dạy người đời, đặc biệt là người nắm giữ quyền lực. Con người ta phải biết đủ khi đứng trước tài vật. Nếu một người không thể làm được điều ấy thì khi tham dục vượt quá hạn độ nhất định rồi thì tất nhiên sẽ tự rước lấy nhục. Người ấy sẽ gặp phải tổn thất to lớn và nghiêm trọng về phương diện vật chất, địa vị xã hội và tinh thần. Vào triều đại nhà Minh, có một vị tiên sinh dạy học, gia cảnh bần hàn nhưng mỗi ngày đều dâng hương bái lễ, cảm tạ trời xanh ban phúc. Vợ của ông nghĩ mãi mà không hiểu, liền hỏi: một ngày ba bữa đều là hút cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc? Vị tiên sinh này trả lời: sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hàng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đông chịu lạnh, đói không có gì ăn là hạnh phúc lớn thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa, trong lao ngục không có tù nhân là cái hạnh phúc lớn thứ ba. Chúng ta có cả ba thứ ấy rồi chẳng phải là phúc sao? Nhiều người nhìn vị tiên sinh này thường cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc. Bởi vì trong lòng ông biết đủ, niềm hạnh phúc của ông đến từ góc độ tương đối. Một người biết đủ ở phương diện công danh lợi lộc có thể không thành công như người khác nhìn vào nhưng họ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc mà không để tâm đến việc đó. Biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay. Sống ở đời, sướng hay khổ là bởi cái tâm, giàu hay nghèo là do biết đủ. Vậy nên, đừng đổ lỗi cho người khác, cũng đừng đổ thừa cho số phận. Việc bạn sống sung sướng, hạnh phúc hay khổ đau đều do bản thân bạn chọn lựa. Cảnh tùy tâm chuyển, sướng hay khổ là do tự mình quyết định. Cuộc đời là của bản thân mình, sống như thế nào xét cho cùng là do tự mình định đoạt. Không ai ngăn cản bạn thoải mái, cũng không ai ngăn cản bạn tự tại, càng không có ai hạn chế được niềm hạnh phúc của bạn. Phật gia có một câu nói rất hay, chính là không hướng ngoại mà cầu hay ngoài tâm không có pháp. Cho nên, vui vẻ là ở tâm, tự tại là ở tâm, tự do là ở tâm, hạnh phúc cũng là ở tâm. Trong cuộc sống, có thể có những lúc chúng ta ở vào tình huống thân bất do kỷ, phải làm những việc mà trong lòng không mong muốn. Nhưng ai có thể hạn chế được nội tâm của bạn đây? Trong lòng bạn như thế nào chỉ có thể là do chính bạn định đoạt. Một số người có thể sống vui vẻ trong hoàn cảnh nào đó, nhưng một số khác lại không làm được. Vậy mới nói, tâm an thì mọi thứ đều sẽ an. Dù ở trong tình cảnh không thuận lợi nhưng vẫn có thể vui vẻ thoải mái, không cần phải cố gắng tìm kiếm con đường khác. Một số người vĩnh viễn không biết thỏa mãn, cứ mãi chạy theo những truy cầu, tranh đấu ngược xuôi. Cuối cùng, mục tiêu của họ càng ngày càng rời xa. Loại người này có thể đạt được thành công rất lớn, nhưng niềm vui lại chẳng có được bao nhiêu. Hết thảy buồn vui đều do chính mình quyết định, nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh khách quan. Ví như, một phụ nữ không ham thích châu báu ngọc ngà, thì dù bảo vật chất thành núi ở ngay trước mặt, cũng không thể khiến cho họ động tâm. Một thư sinh nghèo,
thà ôm dạng quyển sách, cũng không đồng ý trao đổi với trăm dạng kim cương. Người thỏa mãn với cuộc sống thanh đạm nơi thôn giả sẽ không hâm mộ bất cứ thứ gì như học giả, dinh danh hoặc quan to lộc hậu. Cuộc sống càng bình thản thì nội tâm sẽ càng sáng lạng. Đâu cần phải phô trương, nội tâm an bình mới là an bình thực sự. Hạnh phúc chính là sự bình an của thân thể và sự yên tĩnh của tâm hồn. Sự an khang, khỏe đẹp của thân thể chính là niềm hạnh phúc trong thế tục. Sự thanh thản, an hòa trong tâm hồn chính là chốn tịnh độ cực lạc. Lớn và nhỏ, bạn có hiểu chính mình? Một người bạn từng kể với tôi về chuyện anh ta đi thăm người thân là một bà cô. Bà cô này cả đời chưa từng mang dừa chân một đôi giày nào, mà thường mang những đôi giày lớn hơn cỡ chân. Khi người khác hỏi bà vì sao lại như thế, bà liền nói: giày cỡ lớn hay nhỏ đều cùng giá tiền, vậy tại sao lại không mua cỡ lớn hơn chứ? Mỗi lần tôi kể lại chuyện này, rất nhiều người lại ôm bụng cười lăn lộn. Thế nhưng, trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những bà cô như vậy. Ví như, có người không phải nhà văn, lại viết ra những tác phẩm dày cộp, đắng chát. Có người không phải họa sĩ, lại hết lần này tới lần khác vẽ ra những bức họa siêu cấp, khổng lồ. Rất nhiều người không ngừng truy cầu những điều to lớn, kỳ thật chỉ là do tham dục thúc đẩy, giống như mua đôi giày lớn mà quên mất cỡ chân của chính mình. Bất luận là mua giày gì, dừa chân là quan trọng nhất. Bất luận theo đuổi cái gì, có chừng có mực chính là thông minh nhất. Lòng tham của con người là vô đáy. Khi chúng ta đã có một thì lại muốn có hai, có căn nhà nhỏ lại mơ ước biệt thự. Nhưng rốt cuộc, sinh mệnh là có duyên, cũng là có phận, biết đủ sẽ thường vui. Có những điều chúng ta dành cả đời truy cầu vẫn không thể đạt được. Dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật hỏi một người: trong mắt người phàm trần, con có tiền, có quyền thế, có một người vợ thương yêu hết mực, vì sao con vẫn không vui? Người này đáp: nhiều thứ sao, nhưng con vẫn còn thấy chưa đủ. Đức Phật cười nói: vậy hãy để ta kể cho con một câu chuyện. Chuyện kể rằng, một khách lữ hành băng qua sa mạc nắng như thiêu như đốt, cơn khát cháy bỏng khiến ông gục ngã ngay giữa cuộc hành trình. Phật tổ xót thương đã cho một hồ nước xuất hiện trước mặt vị khách bộ hành, nhưng lạ thay người ấy không uống lấy một giọt. Phật tổ thấy lạ, bèn hỏi nguyên do. Vị khách bộ hành đáp: nước hồ nhiều thế này, còn bụng tôi lại bé nhỏ như vậy, uống một ngụm làm sao hết được đây, vậy thì thà không uống còn hơn. Kể tới đây, Đức Phật nói với người đàn ông nọ: con hãy nhớ rằng, trong cuộc đời sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp đến với con, nhưng con chỉ cần nắm giữ một thứ trong đó thì đã có thể mãn nguyện. Cũng giống như nước cuồn cuộn chảy 3.000 dặm thì con chỉ cần một gáo là đủ uống rồi. Sinh mệnh là có duyên, cũng là có phận. Đôi khi có những điều chúng ta dành cả đời truy cầu vẫn không đạt được. Nhưng ngược lại, có những thời khắc bừng sáng mà ta không ngờ tới lại đến một cách thong dong đạm bạc. Cuộc đời của một người bình thường nói chung là để truy cầu, cho dù ở giai tầng nào đi nữa, dẫu người đó giàu hay nghèo, đều không thể thoát khỏi chữ cầu. Điều này tương tự với vợ của người chài cá trong câu chuyện cổ tích ông lão đánh cá và con cá vàng. Khi đã được cái máng ăn, bà lại ước một căn nhà gỗ. Khi được căn nhà gỗ rồi, bà lại ước một cung điện. Khi đã được rồi, bà lại ước mình trở thành vua của biển cả để điều khiển cá vàng.
Trong cuộc đời một con người, người ta cũng truy cầu bất tận như vậy. Tuy nhiên, trong ông lão đánh cá và con cá vàng, cho dù dục vọng của người vợ không ngừng bành trướng, bà kết thúc bằng việc mất đi mọi thứ và trở về trạng thái ban đầu. Mặc dù cách hiểu phổ biến về câu chuyện đạo đức này là cảnh tỉnh con người không tham lam quá trớn, nhưng ngụ ý sâu hơn của tác giả là nói với chúng ta rằng truy cầu của con người trên thế gian này thật là vô nghĩa, chỉ như một giấc mộng vậy. Tất cả những gì có được chỉ là tạm thời, và cuối cùng, mọi thứ trở về với nguyên gốc, không đạt được gì cả. Người biết đủ mới là người thật sự hạnh phúc. Lại có câu chuyện thế này. Một thương nhân người Mỹ ngồi trên bến tàu của một làng chài nhỏ trên bờ biển Mexico, xem một ngư dân Mexico đang chèo chiếc thuyền nhỏ cập bến. Trên chiếc thuyền nhỏ có một vài chiếc đuôi cá đại hoàng và dây cá ngừ. Vì thương nhân người Mỹ này khen ngợi người ngư dân Mexico bắt được loại cá có giá trị cao như thế. Ông hỏi người ngư dân, anh đã mất bao nhiêu lâu để bắt được số cá đó? Người ngư dân Mexico trả lời, chỉ một lát là bắt được từng đó rồi. Vì thương nhân người Mỹ lại hỏi, anh tại sao lại không nán lại lâu hơn một chút để bắt được thật nhiều cá hơn? Người ngư dân Mexico cảm thấy không cần làm như thế liền nói, số cá này là đã đủ cho người nhà tôi dùng rồi. Vì thương nhân người Mỹ hỏi, như thế thì thời gian trong ngày của anh còn rất nhiều, anh làm những việc gì? Người ngư dân Mexico giải thích, tôi à, tôi mỗi ngày ngủ đến lúc hết buồn ngủ mới dậy, ra biển đánh bắt mấy con cá, sau đó trở về nhà chơi cùng các con, rồi ngủ trưa cùng vợ, lúc hoàng hôn đến, cùng với anh em uống chút rượu, chơi đàn guitar. Cuộc sống của tôi trôi qua vô cùng tốt đẹp. Thương nhân người Mỹ cho rằng như thế là không tốt liền nghĩ kế giúp người ngư dân. Ông ta nói, tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường đại học Harvard để tôi có thể giúp anh bận rộn hơn. Mỗi ngày anh hãy dành nhiều thời gian đi bắt cá hơn. Đến khi đó anh sẽ có tiền để mua một chiếc thuyền to hơn một chút. Đương nhiên anh sẽ bắt được nhiều cá hơn nữa. Anh lại mua được một chiếc thuyền to hơn nữa. Sau đó anh có thể có được cả một đoàn thuyền đánh cá. Ông nói tiếp, đến lúc đó anh không cần phải mang cá đi bán cho người buôn cá, mà trực tiếp bán cho cơ sở chế biến cá. Sau nữa anh có thể mở một nhà máy chế biến đồ hộp. Như thế anh có thể kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất, gia công, tiêu thụ. Sau đó anh có thể từ bỏ làng chài nhỏ này, chuyển đến Mexico, lại chuyển đến Los Angeles, cuối cùng là đến New York. Ở đó xí nghiệp kinh doanh của anh sẽ không ngừng phát triển mở rộng. Người ngư dân Mexico hỏi, điều này phải mất bao nhiêu thời gian đây? Vì thương nhân người Mỹ trả lời, 15 đến 20 năm. Người ngư dân Mexico hỏi, vậy còn sau đó thì sao? Vì thương nhân người Mỹ cười lớn và nói, sau đó thì anh có thể ở nhà làm hoàng đế. Thời cơ thích hợp đến, anh có thể đưa cổ phiếu ra thị trường, bán cổ phần của công ty anh cho dân chúng. Đến lúc đó anh sẽ giàu có đấy. Anh có thể có vài tỷ đô la tiền lợi nhuận. Tiếp sau đó nữa thì sao? Vì người Mỹ nói, cho đến lúc đó anh có thể nghỉ hưu, anh có thể đến bờ biển của làng chài nhỏ mà sinh sống, mỗi ngày ngủ đến tỉnh ngủ mới dậy, ra bờ biển bắt vài con cá, chơi cùng các con, lại cùng vợ ngủ trưa, lúc hoàng hôn, lại cùng anh em trong thôn uống chút rượu và chơi đàn guitar. Người ngư dân Mexico nghi ngại nói, tôi hiện tại chẳng đúng là đang như thế sao?
chúng ta sống trên đời kỳ thực không cần quá nhiều để có thể hạnh phúc. Dẫu vinh hoa và phú quý hơn nữa thì cuối cùng chúng cũng chỉ là chiếc giấy cưới tô điểm cho người khác. Khi chúng ta thực sự tỉnh ngộ về những điều mình đạt được thì sau biết bao lo toan, mệt mỏi và tranh giành, ta mới phát hiện ra rằng năm tháng tươi đẹp đã tuột khỏi tầm tay. Nước chảy 3.000 dặm cũng chỉ cần một gáo để uống. Trong cả cuộc đời, có thể chúng ta sẽ gặp được rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng chỉ cần chuyên tâm nắm vững một thứ là đủ rồi. Cuộc sống là những chuỗi ngày nối đuôi nhau, con đường phải bước từng bước một, công việc cũng phải làm từng việc một. Cao ốc ngàn gian, đêm cũng chỉ ngủ trên chiếc giường không quá 2 mét, thức ăn dạng món, ngày ăn cũng không quá 3 bữa. Con nước lớn dẫu dâng trào cuồn cuộn, bạn không thể lấy hết được, cũng không thể dùng hết được, bởi điều thực sự thuộc về bạn chỉ là một gáo nước mà thôi. Bởi vậy, hạnh phúc của đời người không ở niềm vui về vật chất, mà ở chỗ biết đủ, biết dừng, dứt bỏ cám dỗ của dục vọng để gìn giữ một cuộc sống bình an nhất. Mỗi năm trôi qua lại cảm giác thời gian như nhanh hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có nhiều cách để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chúng ta dễ có cảm giác như thể cuộc sống vô tình trôi qua, bỏ mình lại phía sau. Khi chúng ta còn thơ dại, thời gian bước từng bước thong thả với những kỳ nghỉ hè dường như kéo dài vô tận, những học kỳ vất vả mà chúng ta chỉ mong sớm kết thúc. Thế rồi khi trưởng thành, thời gian ngày càng rảo bước nhanh hơn, có khi lao mình với tốc độ đáng sợ. Vừa mới tổ chức sinh nhật cho mình, rồi nháy mắt một cái là đến Giáng sinh, rồi Tết Nguyên Đán, mỗi năm lại qua nhanh hơn. Nhưng suy cho cùng đâu có ai bắt chúng ta phải cảm nhận cuộc sống theo cách quá vội vàng tất bật như thế. Chúng ta có nhiều cách để nếm trải thời gian, giống như trong điện ảnh vậy, lướt nhanh một số cảnh, nhưng cũng có thể cho chậm lại một chút ở những cảnh khác. Và bạn có để ý rằng dưới ảnh hưởng của các thuốc gây ảo giác, khi chúng ta bị chấn thương hay quá phấn khích, thì dường như thời gian trôi chậm đến phi thường. Vì vậy, hiểu được các quá trình tâm lý khi trải nghiệm thời gian, chúng ta có thể làm cuộc sống chậm lại một chút. Giảng viên tâm lý học người Anh Steve Taylor đã tổng kết trong cuốn sách Making Time, tạm dịch, tạo ra thời gian, rằng hầu như ai ai cũng tuân theo một số quy luật về thời gian tâm lý. Thời gian dường như nhanh hơn khi chúng ta có tuổi. Còn khi chúng ta tiếp xúc với môi trường hoặc trải nghiệm mới lại thấy thời gian chậm hơn. Vậy có thể nhận ra rằng việc chúng ta cảm nhận về thời gian như thế nào có liên quan đến lượng thông tin mà não bộ xử lý, nhận thức, cảm giác và suy nghĩ. Não bộ tiếp nhận càng nhiều thông tin thì chúng ta càng có cảm giác thời gian trôi qua chậm chạp. Đối với trẻ em, thế giới là một nơi hấp dẫn, đầy những trải nghiệm và cảm giác mới mẻ, thế nên tuổi thơ dường như kéo dài vô tận. Còn khi già đi, chúng ta ít trải nghiệm điều mới mẻ và đã quen thuộc với thế giới xung quanh, vì thế mà thấy thời gian qua nhanh. Khi chúng ta cho phép bản thân ít mẫn cảm với những trải nghiệm, thì có ít thông tin để xử lý hơn, tạo điều kiện cho thời gian tăng tốc. Chúng ta cảm thấy thời gian trôi lâu hơn ở nơi xa lạ bởi vì lúc đó não bộ xử lý nhiều thông tin hơn bình thường. Khi ra nước ngoài, đột nhiên chúng ta nhạy cảm với môi trường xung quanh hơn nhiều. Người và vật, kể cả không khí đều lạ lẫm, mới mẻ, buộc chúng ta chú ý và học hỏi thêm. Điều tương tự cũng diễn ra khi chúng ta tham gia một khóa đào tạo, học những kỹ năng mới,
tiếp xúc với những người xa lạ, chúng ta sẽ có cảm giác như mình có nhiều thời gian hơn so lúc làm các việc theo thói quen. Đúc kết từ các quy luật này, Steve Taylor gửi đến độc giả hai lời khuyên để giữ chân thời gian. Đầu tiên, trải nghiệm những điều mới mẻ, du lịch đến những vùng đất lạ, thử thách bản thân với các nhiệm vụ mới, tiếp xúc với người lạ, thu nhận những thông tin mới, hình thành các sở thích và kỹ năng chưa từng có trước đây. Tất cả những việc này đều thú vị, và hơn hết, chúng tăng lượng thông tin mà não bộ phải xử lý, khiến chúng ta cảm thấy thời gian kéo dài ra. Thứ hai, ràng buộc thời gian bằng cách đặt tâm vào các khoảnh khắc cụ thể. Dành toàn bộ sự chú ý để nghe, nhìn, cảm nhận, nếm, ngửi thay vì suy nghĩ. Cách này có lẽ hiệu quả và giản dị hơn vì ai cũng có thể chậm lại để cảm nhận cuộc sống. Cảm nhận từng khoảnh khắc. Thời gian sẽ ở lại với chúng ta lâu hơn nếu chúng ta có thể cảm thụ và trải nghiệm nhiều hơn thay vì dùng tư duy. Khi thay đổi thái độ của bản thân, chúng ta sẽ cảm nhận được những điều mới mẻ từ những sự vật bình dị xung quanh chứ không cần những trải nghiệm mới. Buổi sáng thức dậy, bước vào bồn tắm, thay vì mãi suy nghĩ về kế hoạch làm việc cả ngày, sao bạn không chú tâm vào phút giây hiện tại, cảm nhận chân thực về những dòng nước bắn lên người, chảy xuống cơ thể và cảm giác ấm áp, thanh lọc. Hoặc lúc đi làm về, ngồi trên xe buýt, tàu điện, thay vì miên man suy nghĩ các vấn đề ở công ty, hãy chú ý đến quang cảnh xung quanh. Nào là bầu trời trong xanh, vẻ đẹp của những tòa nhà, cây cối bên đường và cái cảm giác cả chuyến xe đang di chuyển bỏ những hình ảnh ấy lại phía sau. Khi cắt cỏ, đừng nên nghe nhạc hoặc để tâm hồn bay bổng, mà hãy chú tâm đến cây cỏ, không gian xung quanh, tiếng máy cắt cỏ ồn ào. Làm vậy sẽ khiến công việc mà bạn tưởng là nhàm chán trở nên thú vị hơn. Rồi bạn sẽ phát giác ra rằng với thái độ cởi mở và cảm nhận tinh tế, thời gian sẽ trôi chậm lại. Từ quan điểm này, thiết nghĩ chúng ta không nên xem thời gian như kẻ thù. Ở một mức độ nhất định, chúng ta có thể hiểu và kiểm soát cách chúng ta cảm nhận về thời gian. Nhiều người cố sống càng lâu càng tốt. Họ kiêng khem, tập thể dục thể thao, điều này là hợp lý. Song vẫn có một cách khác để kéo dài quãng đời của mình, đó là tận hưởng từng phút giây trong cuộc sống. Trong cuộc sống, có không ít người luôn cảm thấy mệt mỏi, cả tâm và thân dường như đã mất đi sức sống. Trái lại, có người thì luôn vui vẻ lạc quan, sống cuộc đời thảnh thơi, thoải mái. Do đâu lại có sự khác biệt này? Rất nhiều người khi nói chuyện thường than vãn với tôi rằng họ cảm thấy mệt mỏi. Tôi hỏi họ tại sao lại mệt mỏi như vậy. Họ nói, trong công việc có ý kiến không dám nói, nên mệt mỏi. Trong cuộc sống có tiệc tùng xã giao không dám từ chối, nên mệt mỏi. Trong tư tưởng có gánh nặng không dám buông bỏ, nên mệt mỏi. Những người này cũng thường nói rằng họ hâm mộ cuộc sống của tôi, nhẹ nhàng thanh thản, không khi nào thấy tôi mệt mỏi. Tôi nói, muốn giống như tôi thì có khó gì đâu. Nếu có ý kiến trong công việc thì cứ nói ra. Nếu không thích tiệc tùng xã giao thì cứ từ chối. Nếu tư tưởng có gì vướng bận thì cứ quẳng nó đi. Họ nói, chúng tôi quả thực không thể làm được như vậy. Cũng bởi vì thế, một số người không thoải mái trong công việc, nhưng vẫn làm việc trong sự không thoải mái ấy. Một số người giao tiếp xã giao thấy rất phiền, nhưng họ vẫn trong cái phiền đó mà giao tiếp. Một số người tinh thần mệt mỏi, nhưng họ vẫn sống trong cái mệt mỏi đó.
Hết thảy lời nói cũng chỉ là nói suông, không ai thực sự dám đối mặt với thực tế. Năm đó khi tôi lên tiếng phản đối chủ nghĩa hình thức, hầu hết mọi người đều biết sự nguy hại của nó. Ở trước mặt tôi đều phàn nàn về tác hại của nó. Nhưng khi tôi dũng cảm đứng lên, mới phát hiện phía sau hoàn toàn chẳng có lấy một người ủng hộ. Họ lại cho rằng, trên thực tế không có cái gọi là chủ nghĩa hình thức. Mọi thứ đều hài hòa, tốt đẹp, nhân văn. Vì vậy, tôi luôn tin chắc rằng cái gọi là mệt mỏi của nhiều người thực ra chính là do bọn họ tự chuốc lấy. Bọn họ tuy bề ngoài duy trì sự tốt đẹp, hài hòa giả tạo, nhưng sau lưng lại trải qua một cuộc đời mệt mỏi. Thế giới này rất công bằng. Bạn lựa chọn điều gì thì cuộc sống của bạn sẽ như thế đó. Nếu chỉ muốn làm một con cún thì đừng từ chối việc trong nhà, đừng từ chối ăn thức ăn thừa, đừng từ chối đeo xích trên cổ. Còn nếu muốn làm người thì phải có một chút khí phách, đừng khúm núm cúi đầu, nhất định phải có chính kiến của riêng mình. Đâu thể nào một mặt nhìn chằm chằm vào miếng xương mà nhỏ dãi, một mặt lại mơ ước được bình đẳng, tôn trọng và tự do. Điều đó là không thể, và thực tế sẽ không cho bạn nhiều lựa chọn như vậy. Thực tế là một câu hỏi lựa chọn. Trong ABCDE bạn chỉ có thể chọn một, và tôi đã chọn là một người thoải mái. Vì vậy tôi rất thoải mái. Kể từ khi được nổi danh, nhiều người đã coi tôi như một vị cứu tinh. Một số người trong lúc yêu đương đã gặp phải một tên cặn bã và nhờ tôi vạch trần họ. Có người khi quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm hại liền tìm tôi thổ lộ những bất bình. Thậm chí một số người bị cuộc sống bức ép đến điên loạn cũng muốn tìm tôi phát tiết một phen. Tôi nói, chẳng lẽ mấy bạn không tự mình giải quyết được sao? Bọn họ nói, chúng tôi tự mình giải quyết sẽ rất phiền phức. Bạn là người dũng cảm, bạn hãy giúp chúng tôi giải quyết đi. Đừng quên, trước đó tôi cũng là một cô nương trói gà không chặt. Cái gọi là bản lĩnh chỉ là tôi có dũng khí để nói lên sự thật. Người ta vẫn nói, mưa trời tuy lớn cũng không thể tắm mát được cỏ cây không có rễ. Phật pháp tuy rộng mở nhưng cũng không thể độ được kẻ không có duyên. Tôi cũng thế, cũng không thể giúp được tất cả mọi người. Tự do của mỗi người cần phải tự mình nắm lấy. Hạnh phúc của mỗi người cũng phải do chính mình tạo ra. Bạn mệt mỏi, hãy nghĩ xem vì sao mình mệt mỏi. Làm thế nào mới sống được nhẹ nhàng thoải mái? Hiện tại tôi đã bắt đầu dần thoát khỏi sự quấy nhiễu của cuộc sống thế tục. Trong công việc, tôi chỉ muốn giảng dạy một cách nghiêm túc, thay vì phải đi tranh luận về chủ nghĩa hình thức. Trong cuộc sống, tôi từ chối các giao tiếp xã hội không hiệu quả, giảm bớt ham muốn mua sắm và duy trì cuộc sống tối giản nhất có thể. Tại phương diện làm người, tôi luôn giữ vững sự chính trực, lương thiện, gánh vác trách nhiệm, không hùa theo thói đời hư giả của bên ngoài. Tuy vậy, một số người lại cho rằng thái độ của tôi đối với công việc là không cầu tiến,